chết đấy, chính xác không? Cho sát vào thôi. Tấm này á? Tấm ở ngoài để cho nó kịch cho sát vào thôi. Tấm trong đã cho sát đâu? Sát thì nó đứng quá lại đấy, đổ. Đi thôi nha. Đây là đồ đâm xong. Từ. Đang. Tấm này quân lặng làm đâu? Không là đồ đâm xong. Chào các con vợ nhá. Ê, anh em thấy tôi lên top tôi nói mõm mà bây giờ có người đến mua tấm vách cho đây này. Anh em thấy nguy hiểm của cái mạng top chưa? Có ô tô đến bốc tấm vách luôn. Mình có hàng mà không biết nói mõm thì bán làm sao được nhá. Từ. Đây. Tấm vách này còn như mới luôn, bán rẻ bằng một nửa giá mới. Về mọi người làm vách làm tường này. Đây để anh đón đầu chú ở đằng trong, anh đón đầu cho tiện. Cẩn thận, kéo cả tay. Đúng rồi, nhà kho dùng mấy lại văn phòng, các bạn làm văn phòng rồi đủ thứ luôn, kể cả nhà ở các bạn dùng vách này được hết. Như tôi đã nói với các bạn rồi, 100m các bạn dựng nhà mái tôn lên, dùng tấm vách này ngăn phòng, ở ngon bổ rẻ sạch sẽ. Từ. Một trăm mét vuông các bạn thì chỉ dựng lên cả nhà vệ sinh rồi các kiểu là hết có 100 củ rồi, các bạn ở thoải mái. Ơi, dựng mái cao lên là bắn tôn xốp nó cao lên tầm độ là 8 mét đi, xây tường cao 3 mét, đổ bê tông sàn dày 20 phân. Được chưa? À đúng rồi, vênh nó lên là được đúng không? Đúng rồi, công trường lắp cho phòng ban chỉ huy hay dùng vách này lắp vào con công được hai phòng. À chỉ rồi. Chả thế à? Chú ơi, cháu đang bị mất phương hướng ở tuổi 21 quá, chú cho cháu lời khuyên ạ. Tuổi 21 thì các em là như là một con thuyền không bến. Tại vì là em đã đi ra đại dương lớn, đại dương nhỏ đâu. Đến biển em còn chưa ra. Bờ sông em còn chưa ra thì làm sao em có phương hướng được. Nhá, em phải trải qua một số cái ngáo ngơ đi rồi em mới có phương hướng. Cho nên cái đấy là cũng không đáng buồn và cũng không đáng phải xuất ruột vội. Cứ học nghề đi. Làm chịu khó đi. Đi cọ toilet đi. Thông hút bồn cầu đi em ạ, nhá. Đừng nhìn người ta giàu mà mình lại không chịu làm những cái việc mà nó ít tiền. Đừng khinh cái việc lao động là được. Anh về nhá. Vâng. Em thu tiền nhá. À đấy, anh tính ra. Anh cứ chốt giá đi xem này. Chốt rồi, xong.
cho tất cả bao nhiêu tiền? Tiền anh tính tổng bao tiền em chuyển chuyển khoản cho em anh là được nhá. Rồi nhưng mà anh tính tần anh lấy tổng bao tiền để em chôn anh này thì chuyển khoản nó dễ. Ở đây để anh nhắn tin cho em. Rồi, đưa điện thoại đây anh bấm số vào đấy cho. Đây đây. Anh nhắn cho em chốt tổng bao nhiêu. Đây đang live stream mình không nói giá được. Đó là chỗ nhắn tin đâu. À đây, trên Zalo còn có đây, đây. Để anh. Rồi. À đây mời bạn. Anh viết chữ vào nói đi. Ok. Hoa đây. Đang cho nhập đây. Đây đây đợi 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 đây là giá trên 1 mét dài em cứ nhân lên là ăn tiền nhá. Rồi. Nha nha. Ờ. Tháo chuyển khoản cho chú Hòa nhá. Rồi. Anh đang bận tí anh đi về anh nói phép đây. Thôi, cho nên nằm ở trên đi. Chú ơi, để nằm lên đây nhá. Nằm bận tí em nằm lên đây thấy lính quạt đỉnh cao chưa? Ta đọc lời phét là ta bán được lách. Đọc lên top top ta lời phét thôi. Có người đến mua. Chiều nay lại một xe nữa đến mua. Tức là từ sáng giờ là có 2 xe rồi. Còn ta vừa đớp được tiền. Đây vách của ta rất nhiều. Đấy nhá. Vách của ta rất nhiều. Là vách này gần như mới các bạn ạ. Đây vách này rất dày dặn này. Tấm vách này. Cười đẻo, đi cười đẻo hay cười xịn, đéo quan trọng. Quan trọng là đớp tiền thôi, hiểu không? Mình đớp tiền ấy, mình đớp tiền ấy mà người ta được vui vẻ, người ta được hạnh phúc. Mà người ta khát khao muốn bị mình đớp tiền. Vì là sao? Tấm vách của tôi á, nó gần như là mới. Mà tôi bán rẻ bằng một nửa giá mới. Thì cái người mà bị tôi đớp tiền ấy, người ta tiết kiệm được 50% tài sản. Tôi đã giúp được người ta. Sao tôi lại không vui? Ha. Anh ơi em có 600 củ em xây nhà như nào là 400 được không? Tôi trả lời đâu ra đấy, tôi nói phép. Họ bắt đầu tôi cho cái hình ảnh tấm ba len vào. Thế có người này alo cho tôi bảo là anh đang muốn làm cái vách này, anh muốn lấy mấy trăm mét có khổ là khổ nào. Ok anh cho xe qua bốc em lấy rẻ bằng một nửa giá mới. Ô thế thì hay quá em ạ. Anh tự nhiên anh tiết kiệm được một nửa tiền. Các bạn biết người ta lấy bao nhiêu? Người ta lấy bao nhiêu? 300 mét vách thì các bạn biết là bao nhiêu tiền không? Mà mỗi mét vách các bạn mua mới là bao nhiêu? Là 360 cảnh. Thế 300 mét vách này các bạn biết mất bao nhiêu tiền không? Là mất 100 củ, hơn 100 củ. Như mua của tôi ấy, rẻ đi một nửa người ta tiết kiệm được 50 củ. Tôi tiết kiệm được cho người ta 50 củ. Mà vách này vẫn gần như mới. Chưa bóc giấy bóng. Nhá. Anh bán khoa học làm đéo thì... Mẹ bán khoa học làm gì? Bán khoa học là một cái điều rất ngáo ngơ và rất vớ vẩn. Và nói những người bán khoa học là những người không tốt đâu. Tại vì là anh hiểu một điều rằng là gì? Không có khóa học nào bằng khóa học của các bạn phải ra trường đời. Các bạn phải va vấp. Các bạn phải thực tế thực chiến thì mới đớp được. Ví dụ như anh này, tại sao anh nói mõm được như này? Vì cuộc đời này nó dạy cho anh. Anh đi, tại sao anh đi bán chổi lau khắp các tỉnh để làm gì? Anh kiếm có ngày lỗ ngày lãi để làm gì? Để anh rèn cái mõm của anh. Và anh rèn sự thấu hiểu nhân tâm của xã hội. Khi anh thấu hiểu mọi người rồi thì cái mõm của anh ấy mới lay động được nhân tâm. Mà lay động được nhân tâm ấy, không phải để mình đớp đồng tiền bẩn. Mình đớp đồng tiền bẩn ấy thì ăn vụng không biết chùi mép, hiểu không? Nhưng mình đớp cái đồng tiền chính nghĩa, mình đớp mà người ta còn thích được đớp tiếp, được mình bị mình đớp tiếp, người ta còn hoan hỉ để cho mình đớp, hiểu không? Cho nên là các bạn bỏ ngay cái khái niệm là gì, giàu nhanh hay giàu chậm là do bán lương tâm ít hay bán lương tâm nhiều đấy, rồi bỏ ngay khái niệm truyền thông hay marketing đi, tóm lại là nó là đớp thôi, đúng không?
Tóm lại là nó đớp đớp. Thế tôi là buôn thúng bán bè, người ta có 3.000 mét tấm ba len, người ta dỡ nhà xưởng ra, người ta thanh lý, người ta đéo xài đến. Thì tôi cứ mua kênh với giá sắt vụn một tí, về tôi bán lại trên giá sắt vụn một tí để cho người ta mua sử dụng. Thì xấu hổ gì cái tấm đấy, về dựng lên phòng vẫn ngủ ngon, vẫn làm việc ok, tiết kiệm đi 300 mét tiết kiệm được 50 củ. Thì tôi chả xấu hổ gì khi mà tôi đớp tiền của các bạn. Thế bây giờ nha, các bạn cho tôi bị tôi đớp ít tiền, hay là các bạn muốn mua cái tấm mới để các bạn bị đớp mất nhiều tiền, đúng không? Anh ơi, tại sao anh lại chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh làm giàu thế ạ? Em hỏi thôi, em không khịa đâu. Cái kinh nghiệm kinh doanh làm giàu ấy anh đéo chia sẻ đâu. Anh chỉ lên đây anh nói mõm, anh nói phét thôi. Tại vì đã gọi là kinh nghiệm ấy. Kinh là gì? Các bạn đã kinh qua rồi, các bạn trải nghiệm thì đấy mới gọi là kinh nghiệm. Còn khi anh chia sẻ này ấy, tất cả những thầy dạy làm giàu ấy, tất cả những thầy mõm ấy chia sẻ cũng như anh thôi. Nhưng mà anh ấy, anh đối diện với sự thật. Anh không nói là anh chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, hay là anh không nói là anh dạy các em làm giàu. Anh nhận anh là nói mõm luôn, và anh nhận là anh nói phét. Vì đấy là sự thật, trần trụi nó là nói mõm và nói phét. Còn kinh nghiệm là các em phải trải qua chứ làm sao mà chia sẻ được, đúng không? Kinh là gì? Kinh qua và chiêm nghiệm lấy. Làm sao kinh nghiệm thì mang lên đi chia sẻ được, đúng không? đi học mấy thầy mõm là thua rồi nhá. Đúng rồi, nghe mõm đại ca tiệp thì cũng như không, chả thế đi không. Câu người dại dột lắm, cứ lên mạng top nghe người ta nói mõm. Tôi nói mõm ấy, các ông nghe các ông tưởng là hay, nhưng mà thực tế là tôi nói mõm với mục đích duy nhất là để tôi bán tấm vách, để tôi bán chổi lau, tôi bán quạt, mà để tôi đớp tiền, đúng không? Các ông lại nghĩ là tôi đang chia sẻ kinh nghiệm. Các ông không tự trải qua kinh nghiệm, không tự rút kinh nghiệm, lại muốn đi đớp không của tôi. Mặc dù tôi nói là rất thật lòng, nhưng mà bây giờ tôi nói thật với các ông nhá. Binh pháp tôn tử và 36 kế nó viết ra sách kìa, các ông học thuộc lòng đi. Tôi đố ông nào áp dụng được đây. Nào kinh Phật kia, đọc tứ diệu đế bắt chánh đạo đi. Nào các ông đọc đi. Nào các ông không chịu trải qua, không chịu cầm bát bình bát mà đi ăn xin đi. Đấy, thầy tu người ta phải cầm bình bát, ngày nào người ta cũng đi ăn xin. Mà các ông không ngộ ra điều đấy, các ông cứ ngồi nhà, các ông lười như hủi ấy. Tôi chả hiểu các ông kiểu gì, chả hiểu kiểu gì luôn. Nó chưa đớp kênh à? Anh là một thế lực quá ghê gớm luôn. Anh đố một thế lực nào đớp được kênh của anh. Anh là full giáp rồi. Chẳng nhẽ anh cứ để đớp hết, để bọn nó đớp hết 4 đến 5 kênh của anh à? Không bao giờ có chuyện đớp được kênh của anh đâu, các ái khanh à, nha. Chẳng qua là 4 cái link kia anh cố tình để cho các ái khanh đớp, để mà những người follow anh ấy, họ động đến lòng trắc ẩn và họ thương lấy anh, và họ nhìn thấy cái sự nỗ lực và sự bướng của anh. Tức là anh gì? Các khanh ấy cố tình tạo ra khó khăn cho anh, thì anh cho các khanh được thỏa mãn 4 lần. Và chính khi mà các khanh thỏa mãn cái sự mà gây khó khăn cho anh ấy, thì anh lại thao túng tâm lý được những người follow anh, rằng là anh rất bướng, và họ hiểu rằng cái tài của anh nó là sự thật. Và anh là người có tài thật. Chứ bây giờ anh làm một link mà chưa bị xóa lần nào, cứ lên follow vù vù ấy, thiên hạ nó sẽ không biết đến cái tài của anh nhá. Và chưa, thiên hạ không biết đến cái sự kiên trì và cái sự bướng của anh. Hiểu không? Cho nên là các ái khanh ấy, chẳng qua là quả nhân cho các ái khanh xóa lích thôi, thì các khanh xóa được thôi. Còn lích này ấy, quả nhân đã xuống làm lính quạt rồi ấy. Hiểu không? Các khanh không xóa được đâu. Các khanh không bao giờ đớp được cái lích này của quả nhân. Hiểu không? Các bạn thấy tôi đỉnh cao. Tức là muốn làm, muốn đớp tiền ấy, thì các bạn phải trở thành một người đa nhân cách.
nâng cao sự tương phản. Tại vì bản chất của con người là gì? Thích những cái mới lạ, thích một cái lạ bằng tạ cái quen. Đó, thế tại sao tôi bán rất nhiều mặt hàng, tôi mua rất nhiều thứ? Tại vì là tôi nhìn thấy giá trị của sử dụng của nó. Tôi nhìn thấy tính hữu ích để tôi đem lại cho xã hội. Tôi leo cái nhân tâm và leo cái hành động, leo cái tư duy của tôi vào những giá trị sử dụng mang lại cho xã hội, giá trị hữu ích và giá trị nhân văn mang lại cho xã hội. Lên những gì tôi chia sẻ và những gì tôi đóng góp, nó sẽ động chạm rất nhiều tới những thế lực và rất nhiều tới những mối quan hệ lợi ích. Nhưng mà mỗi mối quan hệ lợi ích và mỗi thế lực ấy, nó phá tôi á, tôi sẽ làm lại. Tại vì mỗi lần nó phá tôi á, nó sẽ tạo lên một đỉnh núi mới để tôi vượt qua. Và cái tư duy của tôi là tư duy thích phá game. Game này nó phải khó tôi mới chơi. Game tào lao tầm thường tôi không chơi đâu nhá. Con người tôi nó thế các bạn ạ. Tính tôi nó thế rồi. Xóa ta lại lập chả thế chả bướng. Các anh có thể là xóa đi được những cái lick vật lý của quả nhân, xóa đi được, lấy đi tất cả những cái gì của quả nhân, nhưng mà cái trí tuệ của quả nhân đã thâu tóm vào trong đầu của những người follow quả nhân ấy, thì các anh không lấy đi được. Tại vì là quả nhân là mang lan tỏa những giá trị rất là tích cực cho xã hội. Vậy là các anh càng xóa lick của quả nhân thì nghiệp báo nhân quả nó sẽ càng tìm đến các anh thôi. Vũ trụ này nó đang xoay chuyển rất là nhanh. Thời đại giờ ấy, không phải là thời đại của marketing nữa. Các bạn phải hiểu là gì? Marketing là thâu tóm tâm lý. Ngày xưa nó nghĩ người Việt Nam của mình ấy, là không biết dùng mạng xã hội. Người Việt Nam mình là không hiểu chuyện. Nên nó dùng marketing. Nó mua cái khăn lụa ấy, 30 cành về nó bán 3 củ. Nó gọi đó là marketing. Thực ra nó là đớp tiền vô tội vạ, nó gọi là marketing. Nhưng bây giờ các bạn ấy, những cái người mà diễn viên nổi tiếng ấy, giờ không còn giá trị để đứng lên quảng cáo nữa. Các bạn hình dung không? Các ca sĩ showbiz giờ không còn giá trị nữa rồi. Tại vì người dùng của chúng ta quá thông minh. Người Việt mình bây giờ, đất nước mình đang hùng cường và đang có một thế vận hội cực kỳ lớn. Và trước những chủ doanh nghiệp thường hay là thuê những ca sĩ diễn viên hoặc là những người nổi tiếng về để mà làm đại diện thương hiệu. Giờ người ta nói cho nhanh một câu vào vuông này, đéo có mùa xuân đấy đâu các ái khanh ạ. Các ái khanh định dùng mõm để đi đớp tiền của doanh nghiệp thì không có đâu nhá, các ái khanh marketing. Giờ chủ doanh nghiệp ấy, người ta hiểu rằng ấy, của đau con sót. Đứa con tinh thần của mình là cái quạt của mình, là sản phẩm của mình, là bộ chổi lau của mình. Làm sao phải mướn một đứa diễn viên là ăn mặc nhí nha nhí nhố rồi lên là nhảy loanh quanh để giới thiệu bộ chổi lau nhà. Đéo có mùa xuân đấy đâu. Bấy lại giờ gì, mạng xã hội nó bùng nổ rồi. Các bạn chỉ ngồi toilet để các bạn xem được bộ chổi lau của tôi. Và các bạn chỉ cần nhập địa chỉ và tôi ship tận nơi, các bạn thấy ưng thì mới trả tiền. Nên là người dùng bây giờ rất được tôn trọng. Tại sao người dùng bây giờ được tôn trọng? Tại vì trí tuệ của họ đang được nâng cao. Và các thế lực bán khoa học dạy làm giàu và những cái người showbiz ấy, hết giá trị rồi. Giờ là thời đại gì? Thời đại của gì? Làm thật ăn thật. Bên Trung Quốc họ đang cách đây là 35 đến 5, 6 năm về trước, bên Trung Quốc họ rộ lên livestream bán hàng. Chỉ có những cái người mà người ta đi phẫu thuật thẩm mỹ rất xinh đẹp để người ta lên hát hò vớ vẩn để câu view câu like. Tại vì sao? Trước đó là những người xinh đẹp là hơi hiếm. Còn bây giờ là ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ ai cũng có thể xinh đẹp rồi. Thì người ta lại quay sang những cái giá trị quý hiếm hơn là những gì tôi đang nói đây. Tức là những giá trị người thật việc thật. À, các bạn phải biết thời biết thế. Và biết được xu hướng của mấy năm sau nó như thế nào. Và xu thế của xã hội bây giờ là người thật việc thật. Là trao đi giá trị. Chứ không phải xu hướng bây giờ, chứ không phải là lên khoe mình khoe mẩy. Khoe mình như là con bọ gậy, khoe mình như mà là một con đỉa, một con chạch, lên nguẫy, hoặc là như một con cá cờ, không giải quyết được việc gì đâu các bạn ạ. Các bạn đang hết thời rồi. Tại vì các bạn nghĩ là người Việt Nam ấy mãi mãi là không thông minh à? Các bạn nhầm to. Thế hệ bây giờ, người Việt Nam bây giờ rất thông minh. Họ dùng mạng xã hội, họ rất có ý thức. Nên là những ai có giá trị thì họ sẽ follow. Và những ai mang lại điều tốt đẹp cho đất nước, cho xã hội thì họ mới follow. Chứ các bạn đừng nghĩ là các bạn cứ lên ăn mặc mấy cái bộ đồ bơi rồi các bạn ngoáy. Không có mùa xuân đấy nữa đâu nhá các bạn nhá. Đừng nghĩ là thế nhá. Không còn mùa xuân đấy. Hoặc là các bạn đừng nghĩ là lên mạng gào thét là các bạn bán được khẩu trang. Không có mùa xuân đấy đâu. Các bạn không tà lừa được mạng xã hội nữa đâu.
các bạn book đơn ảo này, các bạn tạo ra một ngày 1.000 đơn, giờ không có mùa xuân đấy đâu nha các bạn ạ. Đừng mang cái khẩu trang ra để lòe thiên hạ. Khẩu trang của các bạn, khẩu trang gì? Khẩu trang Phạm Thụy à? Tôi đây cần đéo gì phải background, đằng sau lưng tôi cần gì phải nhiều sách, hiểu không? Tại vì tôi biết cái món ăn tinh thần, món ăn trí tuệ của người dùng ấy, nó là cái nhu cầu lớn nhất. Ai cũng muốn được thay đổi bản thân, ai cũng muốn được đi theo con đường chính đạo, ai cũng muốn tìm về ngôi nhà bản thể, ai cũng muốn về tâm vũ trụ để đỡ bị gì trầm lâm, chìm nổi, lạc loài, đỡ bị bọn nó quay như trong chóng, đỡ bị bọn nó lùa như lùa con gà, chạy từ cổng trước ra cổng sau. Dân tộc này đã quá đủ khổ rồi, giờ là những đồng chí mà bán khoa học là hết thời rồi, những đồng chí dạy là phát triển bản thân hết thời rồi các bạn ạ. Các bạn làm sao dạy được cái điều phát triển bản thân? Nó biết rằng là giới trẻ chúng ta là rất lười, lười và tham, và không hiểu chuyện, không hiểu biết, nên nó lùa từ cổng trước ra cổng sau, khóc meo meo đòi bố mẹ bán đất đi để đưa tiền để đầu, trở thành nhà đầu tư. Rồi để mà nó hợp thức hóa cái việc mà biến các bạn trở thành nhà đầu tư cá coi để lướng tiền cho nó, nó sẽ viết lên cả một hệ thống sách như là Cha Giàu Cha Nghèo, Robot Tokuda hay là Kiyosaki cái gì đấy, hoặc là Kim Tứ Đồ hoặc là gì đấy. Nó nói rằng cái người sản xuất, cái game sản xuất mới lại game thương mại mới lại game chủ doanh nghiệp là lỗi thời rồi. Cái game giờ phải thành nhà đầu tư. Ôi trời ơi các bạn ơi. Nhà đầu tư hay nông dân hay chủ doanh nghiệp hay làm thuê, nó vẫn là một, tóm lại là vẫn đớp tiền. Mồm ông rộng đến đâu thì ông đớp đến đấy, đúng không? Ông chăm chỉ chịu khó đến đâu thì ông đớp đến đấy. Chủ doanh nghiệp như tôi, tôi làm cả đêm, tôi live stream cả đêm để tôi tiếp cận khách hàng của tôi, thì tôi đớp được nhiều tiền hơn. Tại vì tôi bỏ nhiều sức hơn, bỏ nhiều trí tuệ hơn, tôi lát lão ra để tôi mang lại giá trị cho cộng đồng thì tôi đớp được nhiều hơn. Chứ không phải là cứ oai lên làm nhà đầu tư, làm nhà đầu tư không có kiến thức, lướng hết tiền, hiểu không? Lịch này anh đã không còn bị xóa rồi. Ôi giời, anh đỉnh cao trí tuệ là người, không phải là các ái khanh thích xóa lịch của quả nhân mà được đâu nhá. Các bạn biết tại sao những lần trước, 4 lần trước xóa lịch mà tôi vẫn làm lại phùm phụp không? Tôi để cho bọn nó xóa, để leo vào cảm xúc ấy, trong mắt những người follow tôi là tôi là một người rất bướng. Nếu mà tôi không bị xóa lịch thì làm sao mà tôi tạo ra được cái sự thăng trầm trong, tức là những người follow tôi họ nhìn thấy được cái chất lửa của tôi, và nhìn thấy được sự nghị lực của tôi, và nhìn thấy được cái trí tuệ của tôi, nhìn thấy được cái câu chuyện mà tôi muốn kể cho họ bằng thực tế. Chứ không phải là họ nhìn thấy tôi phát triển được là nhờ sự may mắn, nhìn thấy tôi có nhiều mắt xem live stream là may mắn, nhìn thấy tôi có nhiều follow là may mắn. Đéo có mùa xuân đấy đâu, giờ là phải thực lực. Hàng ăn hay quán nhậu về phiên phương diện nghiệp lực có, về phương diện nghiệp báo có lặng không? Không, 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 không lặng đâu các bạn ạ. Đấy là hình tướng thôi, quan trọng nhất là gì? Tâm hướng Phật, nhưng mà cật thì phải hướng ai? Ví dụ như này nhá, người ta cứ bảo là nam nữ thụ thụ bất thân, thì có câu chuyện là nhà sư thì đi qua con suối thì người thiếu nữ kia lại không biết bơi. Thế thì nhà sư cũng là nhà sư thôi, nhưng mà lại cõng cái người thiếu nữ đấy đi qua bọn con suối. Nhưng mà tâm nhà sư thì vẫn hướng Phật, còn cật nhà sư thì nó cứ lật đặt ấy. Đấy, nó như thế. Quan trọng cái tâm của các bạn hướng về đâu. Chứ còn làm nghề gì cũng được nhá, phải đi về chính đạo. Chứ còn bây giờ nhá, nghiệp lực, nghiệp báo, biết thế nào là nặng, thế nào là nhẹ. Các ông lấy cái gì để đo cho tôi là thế nào là nặng, thế nào là nhẹ, đúng không? Cuộc sống này vốn dĩ nó là vô thường, sống chết biết thế nào được. Người ta bảo gì là sống chết có số, phú quý do trời. Nó đã có số và đã phú quý do trời rồi thì mình hơn người ở cái cách là mình chọn được lẽ sống và chọn được cách sống, cách làm việc và cách lao động, cách sản xuất kinh doanh. Mỗi người một lẽ sống mà nhá. Anh ơi, em 23 tuổi mất phương hướng. Anh 23 tuổi, 24 tuổi anh cũng mất phương hướng như em. Nhưng mà khi anh mà lúc mà anh 22 tuổi anh mới ra trường ấy, anh học xong anh ra trường anh cũng bị mất phương hướng mà. Nhưng mà trong lúc anh biết mất phương hướng thì trong lúc anh mất phương hướng ấy thì anh biết rằng lúc mất phương hướng đấy nếu mình không lao động ấy thì chẳng có giá trị nào được tạo ra cho xã hội này. Vậy lúc anh mất phương hướng thì anh làm gì? Anh đi bưng bê cho nhà hàng.
anh là một thằng cử nhân kinh tế đại học top của thế giới đấy nhá. Anh được giữ lại làm giảng viên nhưng mà anh không thích luồn cúi ai nên mà anh không làm nhá. Thế thì anh cũng mất phương hướng, nhưng trong lúc mất phương hướng thì anh đi bưng bê cho nhà hàng, anh đi bán hàng rong, anh đi bán hàng dạo, anh làm đủ thứ trên đời. Đấy là trong lúc anh mất phương hướng. Thì may quá anh, trong lúc mà anh mất phương hướng anh cứ làm lung tung. Anh cả buôn quần áo nữa, anh cũng buôn, cái gì anh cũng làm. Anh ra chợ Đồng Xuân, anh mua mũ bảo hiểm về anh buôn. Anh ra chợ Linh Hiệp, anh mua quần áo, mua quần tất của con gái về anh bán cho các bạn công nhân. Anh làm đủ thứ. Đấy là lúc anh mất phương hướng. Và khi anh nhận ra phương hướng, khi anh nhìn vào hai mẹ con, có ông chồng là mang cơm ra cho ăn buổi trưa khi anh bán hàng đổ đống, thì anh đã tìm ra phương hướng cho cuộc đời mình. Bởi vì anh bán hàng thì anh đang cạnh tranh với những cái người mà nông dân, những cái người mà cũng đi bán hàng đổ đống như anh, thì anh bán rất rẻ. Anh cứ nghĩ là anh bán rẻ thì sẽ mang lại lợi ích cho xã hội, cho các bạn cậu nữ công nhân. Nhưng mà không phải, khi anh bán rẻ cho các bạn đấy thì cái người đối diện, cái người nông dân ấy, người ta cũng khó khăn mà, người ta cũng đi bán, cũng đối diện cái chỗ anh đổ đống ra để bán. Bên kia đường thì anh nhìn thấy chồng mang cơm cho vợ mới lại đứa con nhỏ. Lúc đấy anh rất là thương, anh mới đặt câu hỏi là bây giờ chẳng lẽ mình đi ăn đi học ra để mình ra cạnh tranh với những người nông dân, những cái người mà người ta ở thế yếu này sao? Mình lại đi bán hàng tranh, bán cái quần tất hay bán đôi găng tay tranh cướp với họ sao? Thế lúc đấy là anh tìm ra lẽ sống, là anh vứt bỏ hết, anh đi về anh mới nghiên cứu sản xuất, nghiên cứu cơ khí rồi đủ thứ, nghiên cứu kinh doanh. Thì anh tìm ra được rất nhiều cái triết lý kinh doanh và những cái lẽ sống nó mang lại lợi ích cho mọi người. Chính vì anh luôn luôn khát khao tìm ra những cái lợi ích, những cái lý, những cái câu hỏi, anh muốn tìm ra câu trả lời cho cuộc đời này. Bây giờ anh làm đủ thứ và anh cũng không xấu hổ, anh gần ngại và anh chia sẻ. Có thể những gì anh chia sẻ là cũng không đúng, nhưng mà mình cứ không chia sẻ để người khác nhìn thấy cái sai cái đúng của mình thì bao giờ mình tìm thấy chân lý, đúng không? Kiểu như mình giấu dốt ấy, kiểu như thế. Cho nên là cuộc sống này mình cứ mạnh dạn đi, miễn sao nó vô hại là được. Không sao đâu em, nhân sinh quan của các em mà trước 25 tuổi đã có cái gì đâu. Ở nhà với bố mẹ bao dung, bao bọc, chăm no, muốn gì được đó. Đi học thì thầy cô giáo dạy như các em như con gà công nghiệp, vứt các em ra ngoài đường ấy. 22 tuổi vứt các em ra ngoài giảng đường đại học ấy. Các em chả có một cái hành trang gì để làm người cả. Cho nên là cái sự mất phương hướng với các em là rất đơn giản. Thế cho nên là những cái đồng chí mà bán bảo hiểm, mấy lại đa cấp, bitcoin, bất động sản, chứng khoán ấy, mấy đồng chí mà dạy làm giàu ấy, lắm được là gì? À mỗi năm lại có một đàn gà mới ra, mà đàn gà này nó chưa hiểu biết gì cả, thì ta sẽ lùa nó vào. Nhưng mà chúng tán tận lương tâm đến mức độ này, cái đàn gà ấy, mới ra này vẫn chưa đủ để nó chén, chưa đủ để nó đớp. Và nó phải dùng những cái lý lẽ là như thế này để mà những cái đàn gà mà nó chưa lở ấy, chưa ra khỏi giảng đường đại học ấy, nó vẫn lùa. Những đàn gà mà chưa lở thì nó lùa bằng cách này. Nó lấy những hình ảnh của những cái người ở tận trời Tây ấy mà các bạn chưa gặp bao giờ. Ví dụ như là đồng chí Bill Gates. Nó bảo Bill Gates là một tấm gương sáng vì cái chuyện mà đéo học mà tách ra làm giàu, với cái chuyện bỏ học để ra làm giàu và tạo lên một đế chế là Microsoft lớn nhất thế giới. Đấy, nó lý do như thế. Để các bạn FOMO vào cái hình ảnh mà phải bỏ học thì mới giàu được. Thế thì khi mà các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường, các bạn tìm mọi cách để tà lừa người này người khác, để đi theo cái gọi là hệ tư tưởng của là đội đa cấp, mới bán khoa học, mới dạy làm giàu, thế nó lại lừa hết các bạn, nó tà lừa hết các bạn. Quá nguy hiểm cho một hệ sinh thái. Nhưng mà nó như Lenin đã nói rồi, một nửa cái bánh mì thì nó là sự thật, nhưng một nửa câu chuyện nó là sự giả dối. Thế thì nghệ thuật thao túng tâm lý là nó kể một góc và một nửa câu chuyện. Nó kể rằng Bill Gates ấy bỏ học ra để tạo lên nghiệp lớn mà nó không kể rằng ấy, mẹ của Bill Gates là thượng nghị sĩ quản lý cái quỹ tiền tệ của bọn tài phiệt, hiểu không? Nó không nói được đến cái đoạn đấy, nó chỉ nói một góc của Bill Gates, nó không nói cái sâu gốc bệt rễ của nhà Bill Gates. Nó là con nhà châm anh thế phiệt, nó là nhà tài phiệt rồi. Nó cũng kể chuyện là Warren Buffett, nó kể một góc câu chuyện của Warren Buffett, là Warren Buffett là một nhà đầu tư lão làng rồi, là gì, là cái người đầu tư từ 5-10 tuổi. Nhưng nó không nói ra Warren Buffett, bố của Warren Buffett là ai.
Bố của Warren Buffett cũng là một đồng chí tài phiệt. Thế tôi hỏi các bạn 10 tuổi mà đầu tư cổ phiếu chứng khoán thì làm gì ai người ta cho đầu tư? Cái tuổi đấy ai người ta cho kinh doanh? Hiểu không? Cho nên là nó nói những câu chuyện hết sức méo mó để thâu tóm tâm lý các bạn. Những cái người đấy thì tôi nghĩ rằng nó là những cái luồng năng lượng tối. Và cái trách nhiệm rất là lớn đối với những người năng lượng sạch như tôi là phải đứng ra để mà nói cho các bạn trẻ biết được những cái đó nha. Đừng thấy buồn. Một con tàu này ấy, mới ra cửa sông ấy, thì các bạn biết được gì? Các bạn biết được là đi sang phía Tây để sang Mỹ, hay là đi xuống phía Nam để sang nước Úc, hay là đi lên phía Bắc để sang Nhật, hay là đi lên phía Lào, đi về hướng nào để sang Ấn Độ Dương. Các bạn đã trải nghiệm đâu mà tôi có thể định hướng cho các bạn được, đúng không? Thế các bạn rất là dại dột là khi các bạn cứ gặp người này người kia để các bạn là xin định hướng. Các bạn đã trải nghiệm đâu mà các bạn biết hướng nào? Các bạn là một con thuyền nhỏ thì ví dụ tôi là một con thuyền to đi, đi về hướng Bắc thì tôi không thể đi được. Các bạn biết tại sao không? Tại vì hướng Bắc nó có đá ngầm, thuyền to trọng tải nặng nó vướng đá ngầm, tôi không đi được. Làm sao tôi nói với tôi bảo là anh không đi lên hướng Bắc không được, thì các bạn thuyền nhỏ các bạn vẫn đi được. Tại vì các bạn thuyền nhỏ các bạn lội cao hơn, các bạn vẫn không va phải đá ngầm. Mỗi người một hệ giá trị riêng, làm sao có thể là tư vấn cho nhau được, đúng không? Rất sai lầm khi đi tư vấn cho người này người kia. Thế thì có những thầy bán khoa học dạy làm giàu thì họ luôn luôn nhận của các bạn là gì? 20 củ cho một tiếng tư vấn, hay là 50 củ cho một tiếng tư vấn. Thì các bạn hình dung không? Họ phông bạt lên mạng xã hội, phông bạt, họ ngồi khách sạn rác vàn, họ ăn miếng bò rác vàn, hoặc là họ đi Dubai, hay là họ đi Đức, hay là đi nước nào đấy, họ đi theo tour rất rẻ thôi. Nhưng mà thực tế là những cái người á, mà FOMO, họ nghĩ rằng họ giàu có, họ đỉnh cao ấy, lại đang giả tiền cho họ, cho những bữa ăn đấy, cho những chuyến đi du lịch đấy. Tại vì là họ đã cho các bạn ăn bằng con mắt rồi, và các bạn nghĩ là họ giỏi. Không, họ không giỏi đâu, họ không hề giỏi. Họ giỏi đến đâu thì giỏi cũng không thể tư vấn được cho các bạn. Tại vì sao? Kiến thức, ví dụ như tôi có giỏi bằng trời tôi không tư vấn được cho các bạn đâu. Tại vì sao? Kiến thức của tôi là bao nhiêu ngày nó bồi đắp, bao nhiêu năm tháng nó bồi đắp rồi, bao nhiêu đêm tôi vắt tay tôi suy nghĩ rồi, hiểu không? Thì tôi mới ra được cái thành quả như ngày hôm nay. Ví dụ này, các bạn đi làm công nhân thì các bạn biết, hay là làm gì thì các bạn biết, các bạn làm 5 năm, 10 năm các bạn mới mua được đất, xây được cái nhà. Thế thì khi các bạn mua được đất, xây được cái nhà, mua được ô tô rồi, thì một cái thằng nó kém các bạn 10 đến 15 tuổi, nó ngưỡng mộ các bạn lắm. Thì á, nó ngưỡng mộ các bạn thì nó muốn là có được cái đất, cái nhà và ô tô như các bạn. Nó muốn lấy cái ngọn của các bạn, mà nó không muốn trả giá cái gốc của các bạn là 15 năm trước các bạn đã phải vất vả như thế nào. Thì chính cái lòng tham của những cái đồng chí mà ít tuổi đấy, các bạn tận dụng cái lòng tham đấy để các bạn bán một buổi nói chuyện thôi, bán một khóa học thôi, bán một quyển sách thôi. Các bạn tận dụng cái lòng tham đấy. Nhưng mà các bạn tận dụng lòng tham một cách rất là thông minh, là các bạn chia nhỏ rủi ro cho cái người mà có lòng tham đấy bằng cách là gì? Các bạn khợp của mỗi người 3 củ, hoặc là 300 cành, hoặc là 30 củ. Người ta cũng không vỡ lọ được. Nhưng các bạn là gì? Các bạn bán cho nhiều người. Các bạn đừng nghĩ thế là tốt. Các bạn đang tạo nghiệp chướng rất là lạ. Nha, các bạn đừng nghĩ thế là tốt. Các bạn lươn người ta đấy. Các bạn lấy cái hình ảnh giàu sang phú quý ra để các bạn lươn người ta. Thế không tốt đâu. Elon của mình là 201. Những video của anh phát lại là trên IT em ạ. Nha, anh có những người á, anh đăng lên IT này. Có những người ta một video của anh có 10 tiếng, 10 tiếng đồng hồ anh livestream 10 tiếng. Nhưng mà anh đăng nguyên là 10 tiếng. Anh không bổ ra thành là mỗi video là 10 giống như là Việt Sử Toàn Thư, đúng không? Nó là mỗi video 10 15 phút. Không tốt đâu. Nó nhằm mục đích thương mại là chính, để PR và câu like, câu view của các bạn là chính. Nhưng tôi một video là ví dụ 6 tiếng là tôi đăng nguyên 6 tiếng để các bạn đỡ mất thời gian đi bới và ấn nút play. Tức là tôi nghĩ cho các bạn, một video của tôi là 10 tiếng hay 6 tiếng hay bao nhiêu,
các bạn, tôi đăng đầy đủ như thế, tôi không cắt, tôi không băm nhỏ video ra làm gì. Chẳng qua trên là nền tảng mạng xã hội top top này ấy, nó không cho đăng video quá 10 phút. Đúng không? Tôi không băm nhỏ video ra làm gì. Các bạn nên hiểu như vậy. Vì băm nhỏ video ra rất có lợi cho tôi. Thì tôi sẽ câu được rất nhiều team, rất nhiều view, rất nhiều like. Vì tôi rất giỏi về làm marketing, mới lại những cái dâu ria kỹ thuật. Tôi rất giỏi hiểu về những cái giờ vàng hay là background hay là video ngắn. Hiểu không? Tôi rất giỏi cái đó. Nhưng mà tôi không giỏi cái đó để tôi mang ra thâu tóm tâm lý các bạn. Tôi muốn tiết kiệm thời gian và công sức cho các bạn. Thì đấy là gì? Đấy là mang lại giải pháp cho vũ trụ, cho xã hội, để tiết kiệm năng lượng của xã hội. Chứ mình không thể vinh thân phì ra được nhá. Anh cũng làm cơ khí, chuyển đổi sang làm xe ô tô bán cũng hơi khoai. Ở quê học nghề gì hay kinh doanh sản phẩm gì ổn anh? Các bạn cứ đi làm thuê đi, kể cả làm cơ khí, bây giờ đi làm xe ô tô bán ăn thua gì. Các bạn làm gì các bạn phải có cái đường đi đúng hướng là như thế này này. Các bạn phải lập ra tiêu chí là như này này. Làm cái gì làm nhá, nhớ là những này. Quy mô của các bạn nhỏ thôi. Quy mô nhỏ để giảm chi phí cố định. Thời buổi kinh tế bây giờ các bạn làm quy mô nhỏ nhưng mà thị trường phải lớn. Để làm sao? Hàng làm ra luôn luôn bán được hết. Các bạn làm quy mô lớn nhưng mà thị trường nhỏ là sai lầm. Ví dụ làm gara ô tô, đấy là quy mô tương đối lớn rồi, như thị trường của các bạn chỉ trong xã, trong huyện các bạn thôi. Không được, không ship đi được, không bán được xa. Hình dung không? Làm cái gì quy mô nhỏ nhưng thị trường lớn, nên nhớ cái đấy. Khi mà các bạn làm quy mô nhỏ, thị trường lớn ấy, thì dù có khủng hoảng kinh tế như thế nào, dù có dịch bệnh như thế nào, thì những doanh nghiệp nhỏ luôn luôn chống chọi rất tốt với sự thay đổi của môi trường, dịch bệnh hay là khủng hoảng kinh tế. Vì quy mô của họ nhỏ, họ không phải chi phí nhiều. Các bạn vỡ lợi thường là do các bạn FOMO vào lợi nhuận, FOMO vào cái lợi nhuận tương lai và FOMO vào cái lợi nhuận kỳ vọng. Các bạn thèm cái lợi nhuận kỳ vọng. Khi các bạn thèm lợi nhuận kỳ vọng rồi, các bạn nóng vội, các bạn sốt sắng, các bạn đầu tư mở rộng quy mô. Và các bạn không biết rằng là gì, khi các bạn mở rộng quy mô thì hệ xử lý bộ vi điều hành của các bạn không giải quyết được cái quy mô đó. Và chính cái quy mô đấy là gì? Chính chi phí ấy, nó làm cho các bạn phá sản. Chính cái chi phí nó làm cho các bạn phá sản, chi phí nó lớn quá. Cho nên là các bạn cứ quy mô nhỏ là các bạn sống tốt. Nhá. Giờ chỗ em người ta quay vịt bằng xích, em muốn thay đổi đi bằng quay lu ổn không ạ? Các bạn, tại sao các bạn cứ làm những cái nghề mà quay vịt, mình quay hiếc, các bạn lại học hưng bé bé à? Hả? Học hưng bé bé à? Quay vịt mới quay lợn thì các bạn một ngày các bạn bán được bao nhiêu? Các bạn mở quay vịt đây là quay lợn ấy. Các bạn chỉ là làm béo những cái người bán cái gia vị đấy, nước sốt đấy thôi nhá. Các bạn rất dại, các bạn chỉ làm lèn cho những người nổi tiếng thôi. Cho nên là quay vịt hay là quay lợn ấy, các bạn không có thị trường lớn, các bạn làm sao bán được, ship đi được, mà các bạn tự nhiên các bạn ôm rủi ro rất cao. Ngày nào các bạn cũng phải lo lắng về cái việc là có bán hết hay là không bán hết. Không bán hết ấy, các bạn lại lát óc ra để bê đi chỗ lọ chỗ kia để người ta ăn hộ hay là bán lốt. Rất là đau đầu. Và chính cái đấy nó là cái gì? Nó là cái rào cản để giữ chân các bạn không bao giờ ngóc đầu lên được. Nhá. Đừng chọn những nghề đấy. Những người nào người ta đang làm ổn định rồi, cái phúc của người ta được hưởng để người ta kiếm. Đừng phá lát cái thị trường đó nữa. Mình phải chọn những cái nghề gì mà thị trường nó lớn, mình bán đi được khắp nơi mà nó không ôi thiêu, không thiêu thối. Rồi á, để mình tạo ra trend, những cái sản phẩm mà classic ấy thì nó không theo xu hướng, không theo trend thì mình vẫn bán được. Hiểu không? Không bị những thế lực lớn nó ép mình. Cho nên tôi sản xuất quạt 10 năm nay rồi, tôi vẫn tồn tại, tôi vẫn khỏe như voi. Dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, tôi vẫn ngồi tôi lên phép được. Nhá. Đây là chọn sản phẩm rất quan trọng đối với tương lai của các bạn. Còn các bạn mà cứ quay lợn, quay vịt thì mãi mãi chỉ là một người đồng chí cu li thôi. Cùng lắm là cũng đớp được miếng đất, xây được cái nhà là sau cũng băng hà, hết vẹo. Chả được cái vẹo gì, nhớ. Không thể giàu sang được. Còn những người nào nghiệp của người ta như thế rồi, người ta đang làm thì nhường cho người ta làm đi. Mình tự nhiên đâm đầu cạnh tranh với những người đó làm gì? Cạnh tranh với những người lao động phổ thông làm gì? Cạnh tranh với những cái người mà đang kiếm tiền bình thường làm gì? Đừng bao giờ kiếm tiền theo kiểu cấp số cộng.
mà hãy thiết lập cho mình một cấp số nhân. Thậm chí là ai đầu óc vi diệu hơn là hãy kiếm cho mình một công việc kiếm được tiền với là gì, phản ứng nhiệt hạch, phản ứng bùng nổ, phản ứng hạt nhân. Nó sẽ tạo ra là rất nhiều nguồn năng lượng kinh khủng khiếp. Ví dụ như tôi lên đây nói phép là tôi đang tìm kiếm một cái khả năng đớp tiền theo phản ứng hạt nhân. Ví dụ thế, khi mà tôi tạo ra bão mạng rồi thì mỗi người mua cho tôi một cái cánh quạt thôi. Mỗi cái cánh quạt tôi đớp 5 cành thôi. Thế các bạn 100.000 người follow tôi, mỗi người mua cho tôi một cái cánh. Mà các bạn nhân 100.000 với 5k cho là ra bao nhiêu? Các bạn biết ra bao nhiêu? 5 tỷ đấy. Đớp 5 tỷ đấy. Nhá. Mà đất nước này 100 triệu người. Các bạn biết không? Thế thì mình muốn kiếm đồng tiền bền vững, mình muốn ra ngoài được người ta tôn trọng thì mình đớp tiền ấy. Tất nhiên đớp to, đớp mạnh, đớp nhiều ai cũng khoái. Nhưng mà đớp tiền làm sao ấy để người ta còn hạnh phúc khi được mình đớp. Chứ không sao đớp xong người ta mắng mình cho nọ đấy kia nhá. Đằng nào cũng giàu thì thôi, chọn cách nào nó giàu, giàu chậm đi một tí cũng được. Hiểu không? Giàu chậm một tí cũng được nhưng nó bền vững. Mai này cuộc sống con mình nó ra ngoài nó còn ngẩng cao đầu. Hiểu không? Ông Toàn nói cái ảo tưởng thì bây giờ trí chim sẻ làm sao hiểu được công việc của đại bàng. Lũ chuột nhắt răng đông làm sao hiểu được. Hiểu không? Cái ảo tưởng làm sao? Chính vì những cái sự ảo tưởng nó mới đưa con người ta lên những đỉnh cao mới của vũ trụ chứ. Đúng không? Tôi ảo tưởng nhưng mà tôi không chê những việc nhỏ. Ok. Những việc đi bán này bán kia, làm việc lao động chân tay tôi vẫn làm. Tôi chả biết các ông thực tế đến đâu, nhưng mà các ông chê cái việc bưng bê, các ông khinh những người lao động thì chả biết các ông thực tế ở điểm nào nhá. Em làm sân Tĩnh Điện sang làm mở rộng mặt bằng 400-500m2 ở Hải Phòng có được không bác? Được chứ. Nhưng mà em phải quản trị rủi ro nhá. Tại vì là không phải lúc nào cái đơn hàng nó cũng như em nghĩ đâu. Em nghĩ là mỗi tháng là em doanh thu 100 củ, nhưng mà có khi doanh thu một tháng em mở rộng ra doanh thu nó chỉ còn 20 củ thôi là em toang đấy. Em phải chuẩn bị cho mình tình huống xấu nhất đối với cái người làm sân Tĩnh Điện này nhá. Ok nhá. Còn bạn nói rõ xem thành công về sức khỏe, tiền bạc, gia đình, trí tuệ hay thành công cả mọi thứ. Bạn Túy Ca này đúng là bạn đớp nhiều rượu quá. Bạn đớp nhiều vitamin hung hăng quá, đặt tên là Túy Ca cho nên là tự nhiên bóc tách các vấn đề ra hết sức là ngáo ngơ. Thành công về sức khỏe, tiền bạc, gia đình, trí tuệ hay thành công cả mọi thứ. Các bạn thành công về trí tuệ là các bạn sẽ có mọi thứ. Các bạn thành công về trí tuệ là các bạn có sức khỏe rồi. Là các bạn có tiền bạc rồi, và các bạn có gia đình nhá. Trí tuệ nó là hệ điều hành, nó là phần mềm để làm ra mọi thứ. Khi các bạn có trí tuệ thì các bạn sẽ có gia đình, vì các bạn biết đúng biết đủ, các bạn không chạy theo nhiều quá về vật chất thì các bạn nuôi dưỡng được một cái gia đình đấy nó ổn định, chứ không phải là giàu đổi bạn sang đổi vợ. Đấy là khi một người có trí tuệ là như thế. Các bạn biết thế nào là phù du. Khi các bạn có trí tuệ thì các bạn biết bao dung cho vạn vật, thì các bạn không tức giận, không tức tối. Khi gặp khó khăn nghịch cảnh các bạn không cay cú. Tại vì sao? Khi mà gì hỏa vượng ấy, hỏa vượng thì can nó sẽ hư. Tức là khi các bạn nóng ấy, vượng là gì? Khi các bạn nóng lên, các bạn bực tức lên thì nó sẽ hại gan của các bạn. Hỏa vượng thì can hư, trong đông y nó bảo thế đấy. Nhưng khi các bạn nóng tính bực mình ấy thì ảnh hưởng đến sức khỏe nhá. Cho nên là khi các bạn có trí tuệ rồi, các bạn biết bao dung. Các bạn biết bao dung cho chính các bạn. Khi các bạn gặp sự thất bại, mất tiền hay gì, các bạn vẫn vui vẻ bình thường nhá. Và các bạn biết bao dung cho vạn vật, cho tất cả mọi người. Dù ai người ta có nhổ nước bọt vào mặt các bạn thì các bạn vẫn không tức. Thì đấy là đỉnh cao của trí tuệ nhá. Thì đấy, chỉ cần có trí tuệ thôi. Trí là gì? Tuệ là gì? Tuệ là sáng. Trí là gì? Trí là sáng. Nhá. À, trí là cái trí óc này, trí lão của mình này. Trí lão của mình nó được khai sáng. Khi các bạn đạt đến cảnh giới khai sáng rồi thì giống như Nguyễn Bỉnh Khiêm ấy. Một mai một trúc một cần câu, thơ thẩn giàu ai vui thú nào.
Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến trốn nao sao. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rượu tới cội cây ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chiêm bao. Tức là người một người trí tuệ như cụ Nguyễn Bình Khiêm ấy. Rượu tới cội cây ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chiêm bao. Các bạn biết phú quý nó khác gì một giấc mơ đâu. Đồng tiền nó là ảo ảnh, vật chất nó là cái ảo. Cho nên những người đại trí, đại nghĩa, đại dũng người ta không quan trọng lắm đâu. Người ta cũng không cần nhiều bạn đâu. Một mai, cái mai là cái thuổng nhá. Một mai một cuốc, một cần câu. Thơ thẩn giàu ai vui thú nào. Ta cũng không cần ai vui thú đâu. Nhá. Thơ thẩn giàu ai vui thú nào. Sống thuận theo tự nhiên. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá. Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Sống thuận theo tự nhiên. Rượu tới cội cây ta sẽ nhấp. Mình đớp rượu một mình ở gốc cây cũng được. Không cần bạn, không cần tri âm tri kỷ. Tại vì sao? Mình hiểu rằng là mình lên tâm sự với lòng mình. Mình lên chiều chuộng cảm xúc của lòng mình. Chứ đéo cần phải chiều chuộng cảm xúc của thằng nào hết. Rượu chới tới cội cây ta sẽ nhấp. Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao. Đấy là có trí tuệ, biết đúng biết đủ là được. Nhưng sau lưng cụ Nguyễn Bình Khiêm là cụ đào tạo ra rất nhiều anh hùng hào kiệt và rất nhiều vị quan to để đóng góp xây dựng cho triều đình. Và cụ Nguyễn Bình Khiêm, cụ chính là cái người mà tổng công trình sư cho hình hài đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Cụ Nguyễn Bình Khiêm chỉ Nguyễn Hoàng vào đàng trong, vào vùng đất là Thuận Hóa để mà phát triển, để mà giữ yên bờ cõi ở đàng trong. Khi mà quân Chiêm Thành có đánh vào Thuận Hóa, Thuận Quảng ấy, thì cụ Nguyễn Hoàng ấy là có giải quyết hết Chiêm Thành và dùng chính sách là tằm ăn dâu. Tằm ăn dâu là gì? Tằm ăn dâu để mở mang bờ cõi về phía Nam. Và cụ Nguyễn Bình Khiêm có bảo là nhà Mạc là gì? Nhà Mạc là lên vùng đất Cao Bằng mới lại là Tuyên Quang, Hà Giang ấy. Vùng đất Cao Bằng là có Lùng Tòng Phúc với lại là Lùng gì đấy, Lùng Chí Cao đấy. Lùng Tòng Phúc chính là bố của Lùng Chí Cao nhá. Lên vùng đất đấy để mà bảo vệ biên cương bờ cõi. Tại vì cái thời của cụ Nguyễn Bình Khiêm mà đến cái thời Tây Sơn ấy, cái lịch sử thế giới với lịch sử Việt Nam nó rất là nhạy cảm. Các bạn biết tại sao mà Trịnh Nguyễn phân tranh như thế, đấu đá nhau như thế mà Việt Nam không có ngoại bang nhảy vào thịt không? Các bạn biết tại sao không? Đất nước Việt Nam mà Nam Bắc phân tranh như thế mà không có ngoại bang nhảy vào không? Tại vì là bên kia biên giới, qua Hải Nam Quan bên kia biên giới là vùng đất là Quảng Đông, Quảng Tây. Lúc đấy là ngày xưa là cái thời nhà Minh ấy. Những cái thời đấy là đang là vấn đề của gì? Lỗ Nhĩ Cát Xích, Mê Đa Nhĩ Cổn các kiểu là oánh nhà Minh. Oánh nhà Minh sau mãi mới còn chưa bình định được cái vùng đất mà chưa bình định được cái vùng đất mà của Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế là cai quản cái vùng đất mà Quảng Đông, Quảng Tây đấy. Sau Ngô Tam Quế bị thịt rồi thì nhà Mạc mới yếu thế. Tại vì ngày xưa nhà Mạc ấy, nhà Mạc tồn tại được là có sự ủng hộ của nhà Minh. Nhưng mà khi nhà Thanh ấy, nó thịt nhà Minh rồi ấy. Khi nhà Thanh nó thịt nhà Minh rồi ấy, thì nhà Mạc tại vì ngày xưa nhà Mạc đi theo nhà Minh mà. Thế bây giờ nhà Thanh nó thịt nhà Minh rồi thì nhà Mạc thì cũng hết giá trị. Hiểu không? Thế thì nhà Mạc mới bị lội. Cho nên là các bạn ở trong mối quan hệ bang giao quốc tế thì bạn của anh là ai thì anh mới tồn tại được. Thế là cái nghệ thuật ngoại giao nó rất quan trọng để mà một dân tộc có thể tồn tại được hay là một thể chế có thể tồn tại được hay không. Nó nằm ở rất nhiều ở chiến tranh tình báo và chiến tranh ngoại giao. Nhá. Thế các bạn làm ăn kinh tế cũng vậy. Làm ăn kinh tế nó cũng là một mặt trận. Thương trường nó là chiến trường. Thế thì chỉ có những ai mà đi nhiều, đi khắp nơi, đi nhiều thì các bạn sẽ có được nhiều thông tin tình báo, nó đúng, nó đủ thì các bạn sẽ chiến thắng, đúng không? Thế bây giờ các bạn chả chịu đi đâu, các bạn cứ đi học các khóa học dạy làm giàu để làm gì, chả có kiến thức gì cả, không phát triển được. Các khóa học dạy làm giàu nó chỉ là những cái liều thuốc an thần, nó cho làm các bạn là rất là đô binh. Cho nên là các bạn ấy, các bạn bán khóa học dạy làm giàu nhưng các bạn chả biết dạy các bạn cái gì ngoài dạy các bạn chạy bộ. Ui dồi ôi, mỗi người đeo một cái biển vào ngực này, đeo một cái biển đánh số, đánh số thứ tự vào như kiểu là các cuộc đua của các con bò tót ấy. Sao chạy chạy
chạy chạy sau ông nào mà toát thật nhiều mồ hôi ra, bắt đầu là cài chai nước ở ngực này, sau bắt đầu chụp ảnh lên. Ôi rồi ngày hôm nay tôi chạy bao nhiêu cây, tôi là vận động viên dù là cuối cùng nhưng mà tôi đã chiến thắng bản thân tôi, nói những câu cái câu hết sức là vô nghĩa, chả giải quyết được vấn đề gì cho xã hội cả, toàn làm cho con người ta đang ngáo thì lại càng ngáo thêm, đúng không? Các bạn có thấy như thế không? Cứ háo chuyện tàu làm gì, các bạn có cái lòng tự tôn dân tộc tốt thì tôi rất hoan nghênh. Nhưng mà chính cái lòng tự tôn dân tộc đấy nó làm cho các bạn ngu si đi. Và làm cho các bạn bị ngáo. Cái tôi của các bạn lớn. Chính cái tôi của các bạn lớn đấy, cái tự tôn dân tộc của các bạn lớn. Nó khiến cho các bạn bàng quang với lịch sử của các quốc gia dân tộc khác. Các khi các bạn bàng quang với sự lịch sử và bàng quang với những công trình triết học của dân tộc khác, thì các bạn làm sao học hỏi được ở người ta? Các bạn không thấy Hàn Quốc nó phát triển nhanh và mạnh như vậy là gì? Nó sao chép toàn bộ là văn hóa, sao chép toàn bộ là sách vở của kẻ thù lúc đấy là Nhật Bản. Chỉ có mỗi lịch sử là nó chỉnh sửa thôi. Còn tất cả nó sao chép hết. Sĩ diện làm gì? Các bạn cứ coi Mỹ là kẻ thù đi. Các bạn sĩ diện đi. Đừng dùng phần mềm của nó nữa. Đừng mua chip của nó nữa. Đừng mua Boeing của nó nữa. Các bạn phải biết cái gì có lợi cho mình. Mà sao các bạn cứ bảo thủ này. Lịch sử của người ta hay thì phải học. Các bạn cứ bảo thủ này. Các bạn bảo thủ vì cái tôi của các bạn lớn. Biết tại sao cái tôi của các bạn lớn không? Vì là cái sự hiểu biết của các bạn nó quá trò mèo, quá tầm thường. Các bạn không có sự hiểu biết. Cái thùng rỗng nó làm cho ngạo mạn. Người ta bảo thùng rỗng kêu to. Cái tôi của các bạn rất lớn nhá. Tôi cái tôi mà lớn không học hỏi được cái gì đâu. Mà cái tôi lớn ấy, nó sinh ra cái tai họa. Tai họa này á, mới đầu nó là dẫn các bạn đến cái sự vô minh. Chính cái sự vô minh này, người ta bảo tất cả những cái chiến tranh và tội ác nó đều do là gì? Đều do ngu dốt mà ra. Giờ em có xích mích với một bạn mà em muốn làm hòa anh chỉ em với. Giờ em xích mích với một bạn mà em muốn làm hòa anh chỉ em với. Thực ra nó cũng chả có gì đâu. Chẳng qua là cái sự tưởng tượng của em nghĩ đấy là xích mích. Em tưởng tượng em nghĩ thế thôi. Chứ chắc gì bạn em đã giận em, đã chấp em. Cho nên cái đấy nó không quan trọng. Thì em cứ nói chuyện bình thường với bạn, em cứ hỏi thăm bình thường thôi, cũng không nên cái gì nó phức tạp quá. Kể cả ví dụ như là ở trong họ Mạc mà em xích mích với ai, ví dụ người ta đang chặt thịt gà ở đám cỗ thì em ra em xếp thịt gà với người ta, một hai câu chuyện nó bình thường thôi mà. Chẳng qua cái trí tưởng tượng của em nó phong phú quá nha, chứ không ai người ta mất thời gian để người ta ghét em đâu, chả mấy khi đâu. Còn người ta chửi em nhưng mà em không chửi lại, em vẫn cười hì hì ấy, thì chả ai người ta dại mà người ta chửi thêm nữa. Đấy là do em, do cái tôi của em nó tin vào cái việc đấy. Cái tôi của em nó hướng em vào cái sự việc là xích mích. Nhưng thực tế là anh nghĩ đây không phải là xích mích. Đấy là do em tự huyễn hoặc bản thân em thôi nhá. Anh Thịnh Sơn à, có nhận học và có nhận đệ và nhận học. Bạn nào muốn theo học thì về xưởng mình sẽ đào tạo các bạn làm kênh TikTok và marketing để chúng ta bán những sản phẩm tốt. Tại vì là tôi là dân cơ khí kỹ thuật nên là tôi biết check hàng, hàng nào tốt thì chúng ta sẽ bán cho bà con nhá. Còn cái vấn đề xây kênh với lại là làm marketing TikTok thì tôi rất là giỏi. Tôi sẽ tạo ra một đế chế. Bạn nào về đây tôi trả lương nhá. Làm mà tôi trả lương chứ mà tôi đéo có chuyện mà nói mõm, sau bắt đầu là bắt các bạn làm không công nhá. Đéo có chuyện đấy đâu. Nhìn ông gậy đòn ghê như nào. Là sao? Sao tôi gậy đòn?
Nước luôn chảy về chỗ trũng. Tự tôn thái quá sẽ thành tự cao tự đại, chỉ có thiệt. Nước luôn chảy về chỗ trũng, cái này thì tôi không bàn. Nhưng mà tự tôn thái quá sẽ thành tự cao tự đại, chỉ có thiệt. Thế nào là tự tôn thái quá? Tôi hỏi các bạn, như thế nào là các bạn lấy cái gì làm thước đo nhá? Các bạn chỉ chấp ngã vào hình tướng là người ta đang tự tôn. Người ta tự tôn nhưng mà người ta có lừa các bạn không? Ví dụ tôi tự tôn thì tôi có đi đấm nhau với các bạn không? Hoặc là tôi có bán hàng bắt các bạn chuyển khoản trước hay không? Và tự tôn hoặc là tôi có ra sân Mỹ Đình tôi hét lên là tôi kiếm được 1 triệu tỷ không? Mà tôi có hét như vậy thì tôi cũng đã lấy cái gì của bạn chưa? Cho nên các bạn hãy nhìn vào kết quả chứ đừng nhìn vào vài câu mõm của người khác. Thế cho nên là nghệ thuật thâu tóm tâm lý của đội bán khoa học và dạy làm giàu á, là nó hay nói những cái câu mà nó không có tính định lượng. Định lượng là đâu cân đo đong đếm được. Nó chỉ nói những cái câu gọi là rất sức chung chung và định tính. Nó bảo phải thành công, phải cố gắng. Thế thì tôi hỏi các ông thế nào là thành công? Thế bảo phải cố gắng, tôi hỏi các ông thế nào là cố gắng? Cố gắng là đi chạy bộ à? Đeo cái biển vào ngực, đánh số thứ tự này như mấy con bò tót sau đi chạy bộ à? Đấy là cố gắng chứ? Hay là thế nào là cố gắng? Các bạn không hiểu chuyện. Các bạn cứ để nó nói mấy câu chung chung. Cố gắng là gì? Ví dụ bây giờ các bạn đang đi làm công nhân mà đang tháng 6 triệu, các bạn cố gắng lên 8 triệu là các bạn thành công rồi. Các bạn cố gắng lên tổ trưởng là các bạn thành công rồi. Chứ không phải đang làm công nhân, bỏ công nhân đi chạy bộ với nó. Đúng không? Ngáo ngừ. Ngáo ngà, ngáo ngừ. Các bạn đang làm tháng 10 củ, các bạn cố gắng được 12, 15 củ là thành công rồi. Trong ví dụ các bạn đặt một vẽ mục tiêu cho mình, 3 tháng nữa là tôi sẽ phải làm được, tôi sẽ phải trở thành là gì? Leader. Tôi sẽ trở thành tổ trưởng. Tức là các bạn phá game ngay lập tức, phá game liên tục. Làm việc nó nhanh, nó tốc độ, nó đỉnh cao. Và có tinh thần trách nhiệm cao ở trong phân xưởng, trong xí nghiệp của mình. Mình phá game luôn, mình nên làm leader, mình nên làm tổ trưởng, nên làm phó giám đốc, nên làm quản lý luôn. Hiểu chưa? Các bạn phá game đi. Phá game ngay trong công việc của mình đi. Đấy là thành công rồi. Thì đang làm công nhân bình thường, để cho nó nói ngon, nói ngọt, sau bắt đầu là bỏ công việc đi, bắt đầu là đi chạy bộ. Chả hiểu các bạn kiểu gì. Rồi bỏ công việc đi làm nhà đầu tư, làm công nhân được 3-4 năm, tích cóp được 200-300 củ, lướng một phát hết. Rồi nhiều bạn nữ cũng thế, là đi vào tham gia vào các khóa học hệ thống, bắt đầu là tích cóp được 5-60 củ, giấu chồng được 5-60 củ, là mua một phát một lô mỹ phẩm hay là một lô thực phẩm chức năng, mua về sau đéo bán được. Chồng nó biết nhưng mà thương vợ, đéo dám đánh vợ, phải chịu. Nên là các bạn cứ nghĩ thành thế nào là thành công. Thành công là hôm nay mình tốt hơn ngày hôm qua nhá. Chứ còn thành công không phải là đi tà lừa người khác. Đúng không? Anh ơi, em chuyên phân phối điện máy ở miền Bắc, anh có đầu ra liên kết với em nhé. TV, tủ lạnh, điều hòa. Đấy là việc của em. Em là cái thành phần đi ăn xin như thế này, không bao giờ em có tương lai tốt. Cứ lên mạng top này, liên kết thì đầu ra là do em chứ. Anh có đầu ra thì anh làm đéo phải lấy hàng của em. Hiểu chưa? Anh chẳng nhẽ không nhập trực tiếp được à? Anh không có nhiều mối quan hệ. Nên em tuổi gì mà em lên đây có đầu ra liên kết với em? Em chả có cái tuổi gì mà để liên kết với anh. Nói vớ va vớ vẩn. Đéo tự đi làm đi, toàn đi ăn xin năng lực của người khác, đi ăn xin mối quan hệ của người khác. Em là cái gì? Để mà muốn có mối quan hệ là phải có giao dịch, phải có lịch sử giao dịch, phải chơi bằng tiền. Chứ lên top nói mõm để có mối quan hệ, để có đầu ra, ta chả hiểu các khanh làm ăn kiểu gì. Thế mà cũng nói mõm ra là phân phối điện tử khu vực miền Bắc. Nghe cái khâu phân phối nghe nó oai, nhưng mà toàn là những câu mõm đấy. Nên học kinh tế hay kỹ thuật? Thế bạn hỏi những câu là hết sức là không hiểu biết gì. Nên học kinh tế hay kỹ thuật? Thế bạn thì các bạn biết cái hệ lụy của những cái câu mà hỏi ngáo ngơ không? Là lên học nghề gì, lên làm nghề gì, hay là lên kinh tế hay kỹ thuật? Các bạn biết cái hệ lụy này là hệ lụy gì không? Hệ lụy là hệ lụy này của cả một hệ thống giáo dục. Tại vì hệ thống giáo dục này khi mà còn trên ghế nhà trường, nó đã dạy chúng ta cách khôn nỏi, là cách lươn lẹo, là cách gì?
học không toàn diện và học học theo khoa, tức là học theo khối A hay khối D, khối C, khối B nhá. Học không toàn diện, thứ nhất là học khôn lõi, thứ hai nữa là gì, ôn thi nhưng mà ôn những bài tủ, tức là khôn lõi. Trên lớp, trên ghế nhà trường nó dạy chúng ta lươn lẹo và dạy chúng ta khôn lõi, để xong là ra ngoài xã hội là chúng ta cũng khôn lõi, chúng ta không học những cái toàn diện. Xã hội này là gì, bao gồm tất cả những mối quan hệ, tất cả những sự vật hiện tượng nó vần vũ, nó bao quanh chúng ta, chứ các bạn cứ phiếm diện lắm. Cho nên là tôi mới nói các bạn ấy, nhiều người ấy, nó muốn thâu tóm các bạn, nó muốn tà lừa các bạn. Nhiều đội marketing nó muốn tà lừa chủ doanh nghiệp, nó bảo là marketing là thế này thế kia, tức là nó định nghĩa là hết sức là vớ vẩn, để cho cái chủ doanh nghiệp nó khó, nó không hiểu biết, nó không hiểu chuyện, để nó tà lừa, nó bán một gói marketing là nó đớp được khoảng độ vài trăm củ của chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp thì bạn nghiên cứu sản xuất rồi là kinh doanh, thì để cho bạn marketing nó làm truyền thông, nó đớp hết tiền. Thế thì tôi mới bảo là tại sao cùng một khái niệm là đớp tiền thôi mà chúng nó phải biến hóa phức tạp như thế. Chúng nó phải làm phức tạp hóa một vấn đề lên thì nó mới lùa được những con gà, đúng không? Một vấn đề đơn giản chúng nó làm phức tạp hóa lên để nó lùa gà. Marketing là cái đéo ấy, là đớp tiền như là cái đéo ấy. Ông nào vào đây cãi với tôi. Nào, ông nào cãi với tôi là marketing là gì? Marketing là đớp tiền, lại cãi đi. Nào, thích chơi kiểu gì? Đừng có làm phức tạp hóa cái vấn đề marketing. Nó là đớp tiền cho nhanh và vuông. Ông làm cách nào để đớp được nhiều tiền cho chủ doanh nghiệp mà cái người mua hàng ấy, mà người ta vẫn có lợi ích ấy, thì đấy mới là gì, đớp tiền sạch. Chứ bây giờ cứ vào loay mõm rồi lừa người ta chạy quảng cáo, lừa người ta thế này thế kia, chạy TikTok ẹp tỷ đơn, lừa người ta mua sách, lừa người ta khóa học, tà lừa nhau à? Hiểu không? Các bạn không hiểu chuyện. Các bạn chính vì ngày xưa các bạn học không toàn diện, cho nên các bạn may mắn được cha mẹ để lại lợi ích, được quê hương, được những người tiêu dùng họ tin yêu, để các bạn kiếm được một mớ tiền. Xong nhưng mà các bạn kiến thức nhân sinh quan của các bạn không có, thì các bạn bị bọn marketing nó thịt, mỗi thằng nó thịt một tí nhá. Hiểu không? Cho nên là những ông làm nhỏ nhỏ thì còn sống, nhưng làm to nên cũng toang, kiến thức nó không có. Học kỹ thuật là ông cũng đớp tiền, mà học kinh tế là ông cũng đớp tiền. Ông học hết cho tôi. Kinh tế mà không có kỹ thuật thì nó cũng méo mó. Kỹ thuật mà không có kinh tế thì ai bán hàng cho ông? Hay là ông cứ làm hàng tốt ra, sau ông phụ thuộc vào bọn marketing? Nhiều đối tác của tôi có mấy chục tỷ kìa, mua hàng về kìa, thuê trưởng phòng, thuê giám đốc kinh doanh, mới lại thuê giám đốc marketing, các kiểu về oai ban bệ đầy đủ lắm. Mỗi thằng nó đớp cho một tí, sau nào cũng mất hết. Nó cũng đớp cho một tí xong mất hết. Tại sao các bạn biết không? Tôi cũng chính tôi bị những thằng marketing nó lừa. Nó lừa tôi mất mấy chục củ. Lúc đấy tôi cay. Nó lừa tôi cách đây 35. Nó lừa tôi cách đây 35, tôi cay. Tết đêm mùng 1 Tết là tôi lên máy tính. Tôi nghiên cứu tất cả về chạy quảng cáo, rồi là làm kênh, xây kênh, rồi đủ thứ luôn. Tôi làm tự làm hết. Và trước là nó còn lừa tôi là thuê mấy em nhân viên về để nó làm video marketing cho. Mỗi video nó lấy tôi 2 củ. Các bạn ạ. Thế tôi mới cay, tôi bảo là chúng mày tuổi gì? Tôi đây tự làm được, đúng không? Các bạn thấy tôi tự làm được video marketing không? Mà tôi đâu mất tiền chạy ẹt. Tôi đâu có mất tiền chạy ẹt. Học theo khối nhưng mà vẫn học mấy môn kia mà chú, chứ có bỏ đâu ạ. Bạn chả hiểu biết gì. Các bạn đi học ấy, trong những cuốn sách văn hay là sách gì ấy, nó có những phần chú giải các bạn không chịu đọc, và nó có những phần giảm tải các bạn cũng không chịu đọc. Ngày xưa tôi đi học cấp 3, cô giáo dạy văn toàn cho tôi 3 điểm thôi. Biết tại sao không? Vì tôi đéo làm theo văn mẫu. Tôi đéo sống theo kiểu con gà công nghiệp. Tôi tự học. Tôi đã tìm những phần mà giảm tải tôi đọc hết, sau lại tôi lại tìm các nguồn sách khác tôi đọc. Nhưng tôi không kiểu giáo dục nhồi sọ. Vì giáo viên tôi biết là tôi giác ngộ từ cấp 2.
từ năm cấp 2 mà những lúc tôi mười mấy tuổi, 11, 12 tuổi, 13 tuổi là tôi giác ngộ. Tức là người ta bảo gì là 15 tuổi theo Khổng Tử nói là gì? 15 tuổi là bắt đầu sự học rồi. Thì tôi ngấp nghé 14, 15 tuổi là tôi giác ngộ được hết rồi. Tôi tự học. Mà cấp 2 là hai cô giáo chủ nhiệm đều khóc trước mặt cả lớp vì tôi. Vì tôi không nghe lời. Vì tôi biết rằng nếu nghe lời thì mai này ra xã hội tôi cũng chỉ là một con gà công nghiệp rồi. Nên tôi chấp nhận hình tướng đấy. Cho tôi hạnh kiểm trung bình cũng được, đâu có sao đâu. Đến lên cấp 3 thì tôi cũng hạnh kiểm trung bình. Ok, hạnh kiểm trung bình mà các Ái Khanh dọa lạt được quả nhân này. Học lực trung bình mà dọa lạt được tôi, chả ra chả sao. Thế khi mà tôi lại rất là màu hồng, khi mà cấp 2, cấp 3 tôi màu hồng, tôi nghĩ là một giảng đường đại học đó là những cái gì rất là nhân văn, rất là đạo đức, rất là giá trị. Nhưng mà tôi lên giảng đường đại học rồi thì các thầy cô giáo lại đớp tiền phùm phụp. Thầy cô giáo đớp tiền phùm phụp. Lúc đấy tôi mới ngã ngửa ra là gì? Ồ, những giá trị nhân văn mà ai dạy cho mình chắc là nó chỉ có ở trên giấy thôi à? Thế thì lúc đấy tôi bảo là thế thì học ở trong môi trường giảng đường đại học này mình cũng chỉ chắt lọc được cái gì thôi. Thì lúc đấy tôi bắt đầu là đi lang thang. Tôi đi buôn bán lung tung. Lúc trên học ở đại học tôi đi học hỏi ở ngoài xã hội. Tương lai sản xuất bán trực tiếp cho người dùng mà. Cho nên là bây giờ nha, các bạn nhìn thấy chiều hướng của lịch sử nha. Ngày xưa là những ca sĩ diễn viên. Ngày xưa mà khi mà ca sĩ diễn viên vẫn được sự quản lý của nhà nước, đúng không? Kiểu như những diễn viên gạo cội ấy, thì những kênh truyền thông chính thống là người ta ăn được những tiền quảng cáo của doanh nghiệp, đúng chưa? Và kênh radio, ví dụ như kênh radio Quick and Slow Show các kiểu nhá, hoặc là kênh radio là Anh Đinh Đoàn các kiểu, hay là những kênh radio và kênh truyền thông chính thống ấy, và ở trên thời sự ấy, là người ta quảng cáo và người ta ăn được cái tiền truyền thông đấy. Xong đấy là gì, nhiều doanh nghiệp tư nhân nó mở ra làm truyền thông thì những ca sĩ diễn viên ấy nổi tiếng, người ta ăn được cái truyền thông đấy, đúng không? Và nhiều doanh nghiệp là thuê những người đấy về làm đại diện thương hiệu thì ăn được cái tiền marketing đấy. Thế bây giờ thì mạng xã hội nó phát triển rồi, ai cũng có thể tạo ra một kênh TikTok và các kênh mạng xã hội khác để tự làm truyền thông. Thì khi mà các bạn chủ doanh nghiệp mà bốc kinh những cái người nổi tiếng ấy, thì người ta chả hiểu gì về sản phẩm của các bạn đâu, mà người ta nói rất là vớ vẩn. Thế thì chủ doanh nghiệp giờ cũng giác ngộ rồi, người ta tự lên làm truyền thông thôi. Đấy, cho nên là giờ marketing là bây giờ đang đói rồi. Khi mà những cái người làm truyền thông mới làm marketing họ đói, những ông bầu xô họ đói rồi, họ bị mất tích ở trên thị trường rồi, thì họ chuyển sang là gì, biến tướng của nó là gì, bán bảo hiểm và bán khoa học. Mấy này biến tướng của nó là đa cấp. Chính những người đấy người ta nhảy sang là lùa gà đa cấp, Bitcoin, chứng khoán, bán khoa học. Các bạn thấy không, bây giờ giới showbiz mất tích hết chưa? Các bạn thấy giới showbiz bây giờ mất tích hết chưa? Ca sĩ diễn viên mất tích hết chưa? Khi mà mất tích, trên bờ vực mất tích, trên bờ vực của sự phá sản của cái giới showbiz ấy, thì các bạn nhìn thấy rất nhiều ca sĩ diễn viên là gì, tan đàn xẻ nghé, bỏ nhau, ly dị ly hôn, tại vì áp lực gánh nặng đồng tiền. Ngày xưa họ quen tiêu xài nhiều rồi, bây giờ họ không kiếm được nữa, chính vì áp lực từ đồng tiền mà ra nên họ ly hôn rất là nhiều, bỏ nhau rất là nhiều, đánh ghen rồi thứ đủ thứ luôn. Đấy là do là quá khứ của họ sống rất lệch lạc, bây giờ họ phải trả nghiệp nhá. Thế bây giờ là thời đại gì, của người làm thật ăn thật rồi. Thời đại của người làm thật ăn thật rồi. Với lại gì, rất nhiều vố người tiêu dùng và những cái khán giả đã bị rất nhiều vố là tin những ca sĩ nọ ca sĩ kia đưa cho người ta hẳn mấy chục tỷ để làm từ thiện, bị vố rồi, bị phốt rồi. Thì bây giờ chỉ có làm ăn thật, người thật ăn thật, chủ doanh nghiệp ấy tự lên mà làm marketing lấy. Tại vì người tiêu dùng ấy, người ta tiếp cận với những nhiều cái ảo rồi, người ta cần rất nhiều cái thật. Chỉ có cái thật, các bạn cứ sống chân thành thật. Thế tôi nói với các bạn đấy, chính cái video mà tôi làm, video tôi làm lên top mà video bán xào phơi đấy, tôi bán được 3.000 bộ xào phơi đấy. Tôi nói thật luôn, lãi bao nhiêu đấy, trừ hết đi lãi bao nhiêu, người dân tranh nhau mua, mà mua trong vòng 10 ngày hết sạch, giờ không có mà bán. Bao nhiêu người nhận được hàng của tôi đấy, cứ làm thật ăn thật là đớp phùm phụp, không mất tiền chạy ẹp. Mà nói tôi nó có nói hay đâu,
Tôi nói hay, tôi có nói hay đâu. Tôi chỉ nói thật thôi đấy. Tôi có nói hay đâu. Tôi đập làm video lên xu hướng luôn, hàng triệu lượt xem. Sau các thế lực nhà mạng rồi các thế lực cạnh tranh với tôi, nó sợ tôi quá, nó tưởng tôi là một cái gì đấy rất là ghê gớm, nên là nó xóa bay mấy cái link của tôi, xóa 4 cái link của tôi, xóa link của tôi luôn. Em 30 tuổi, đang cay môi trường làm việc định nghỉ. Em nghe nói chuyện này thấy quá bồng bột. Ừ, bồng bột là một chuyện tốt em ạ. Bồng bột để cho mình quán chiếu lại cái cảm xúc mình bồng bột. Khi mình bồng bột mình hay suy nghĩ gì, em hãy ngồi em quán chiếu lại. Cái ngồi thiền nó là gì? Nó là quán chiếu lại cảm xúc của mình thôi. Để mình thay đổi những cái cảm xúc đấy trong tương lai. Thay đổi những cảm xúc tiêu cực thành cảm xúc tích cực. Thế mấy lần tôi bị xóa link thì có cảm xúc tiêu cực không? Có chứ, có buồn không? Có chứ. Nhưng mà tôi quán chiếu cái cảm xúc buồn và tiêu cực của tôi, để tôi lấy lý trí ra tôi đè bẹp cái cảm xúc đấy. Hai thiên thần ấy, hai con ấy, một con thiên thần ở bên đạo trái, một con ác quỷ ở bên lão phải. Tôi sẽ dùng lý trí là tôi cho thiên thần của tôi một cái búa to hơn, con ác quỷ nó sẽ đập bẹp con ác quỷ ở bên lão phải. Hiểu không? Chứ không thể để ác quỷ nó đập chết con thiên thần của mình được. Đó nên là các bạn phải quán chiếu. Giờ còn dàn phơi sắt bọc nhựa thôi. Sản xuất phải là thằng làm thuê cho thằng sell không bạn? Chẳng ai làm thuê cho ai cả. Bạn có năng lượng trong mảng sản xuất thì bạn phải trao đổi năng lượng với cái người làm mảng bán hàng chứ. Nhưng mà bạn phải có nhiều năng lượng. Ví dụ như tôi có năng lượng trong sản xuất, tôi có năng lượng trong bán hàng, tôi có năng lượng trong marketing, tôi có năng lượng trong làm truyền thông. Thì sao? Thì tôi đớp hết, tôi hốc hết. Làm gì tôi phải chia miếng bánh cho các bạn? Các bạn làm marketing làm gì tôi phải chia miếng bánh cho các bạn? Các bạn diễn viên, các bạn người nổi tiếng làm gì tôi phải chia miếng bánh cho các bạn? Ủa các bạn nổi tiếng được mà tôi đéo nổi tiếng được à? Làm gì có cái mùa xuân đấy? Các bạn có thể tạo ra bão mạng mà tôi đéo tạo ra được à? Ủa? Thế bây giờ các bạn đéo biết cái gì thì các bạn thiệt cái đấy chứ. Các bạn đéo biết bán hàng mà các bạn chỉ biết sản xuất thì các bạn phải để cho cái thằng bán hàng nó đớp ấy. Mà cái thằng bán hàng nó đớp mạnh đến mức độ mà những ông sản xuất còn vỡ lợ. Rất nhiều tấm gương những nhà sản xuất vỡ lợ vì nhà phân phối rồi. Vì sao ông lười tư duy, ông chỉ bán cho 2-3 nhà phân phối. Đến khi mà nhà phân phối lúc mới đầu họ bán được ít ấy, thì họ còn phụ thuộc ông. Đến khi họ bán được rất nhiều rồi, họ thừa tiền, cái tiền lãi họ thừa ra mở xưởng rồi. Hiểu không? Thì họ mở xưởng một phát thì ông bị đứt gãy chuỗi cung ứng. Nhà sản xuất như ông bị đứt gãy chuỗi cung ứng, nó không lấy hàng của ông nữa. Thì ông toang. Đấy chính là lý do tại sao tôi phải bán đi từng bán đại lý, từng nhà phân phối. Và tôi bán trên cả không gian mạng. Bất cứ nhà phân phối hay đại lý nào quay lưng với tôi vẫn sống bình thường. Tại vì vẫn những người dân này đang mua hàng cho tôi. Tôi sống bình thường. Các bạn, cuộc sống này nó là rất nhiều cái gì? Rất nhiều cái trò chơi, rất nhiều cái game mà cần các bạn phải phá game và trải nghiệm. Bạn phải phá game về sản xuất, bạn phải phá game về thương mại, bạn phải phá game về marketing, bạn phải phá game về truyền thông. Khi bạn trèo lên những đỉnh núi, thì bạn mới thấy được bầu trời nó rộng mở như thế nào, bạn mới nhìn được toàn cảnh. Nhưng mà khi bạn chưa ở dưới đỉnh, chưa ở dưới chân núi, bạn chưa từng ở dưới chân núi mà bạn tự nhiên bạn muốn đi đường tắt, bạn tự nhiên được cái máy bay nó để bạn lên đỉnh núi, thì bạn nhìn được bao quát nhưng mà bạn lại không hiểu tiểu tiết là như thế nào. Đúng không? Ví dụ phải chơi hết, phải hốc hết, hốc mạnh. Anh em hốc hết cho tôi, hốc mạnh cho tôi, hốc hết nhá. Phải chơi tất, hốc hết cho tôi. Nó lại chọn thằng sản xuất khác. Nhục thế thì cái này là anh em phải hốc hết. Các ái khanh tưởng các ái khanh thành người nổi tiếng được mà quả nhân không thành người nổi tiếng được à? Các ái khanh tưởng các ái khanh làm truyền thông được mà quả nhân không làm truyền thông được à? Các ái khanh tưởng các ái khanh làm marketing được mà quả nhân không làm marketing được à? Thế bây giờ mà tôi không hốc mảng marketing, tôi không hốc mảng làm truyền thông, thì tôi thuê các bạn khác làm marketing và tôi thuê những người khác làm truyền thông, những doanh nghiệp khác làm truyền thông. Tự nhiên bây giờ bộ chổi lau nhà của tôi đang 330 cành, nó đẩy lên một phát thành gì? Thành
660 cành. Vì đội marketing nó bảo mấy tôi là người sản xuất, nó bảo mấy tôi là gì: anh ơi, bây giờ không ai bán chổi lau nữa, giờ phải bán câu chuyện. Anh phải bơm tiền vào chạy ẹt, anh phải bơm tiền vào để bọn em làm video marketing, để bọn em làm quảng cáo, mà làm video quảng cáo. Và anh đừng bán cái giá ba, anh đừng bán cái giá 330 cành nữa. Anh phải bán giá là 660 cành. Anh không hiểu tâm lý của người tiêu dùng đâu. Người ta phải mua những cái sản phẩm mà giá đắt, người ta mới cảm giác là sung sướng về mặt tâm hồn, người ta mới cảm giác là có giá trị. Bây giờ anh cứ bán rẻ như thế này ấy, thì người ta không tôn trọng sản phẩm của anh đâu. Tao ơi, tao làm sản xuất, tôi làm sản xuất, tôi làm đéo phải nghe mấy cái mõm của các bạn marketing. Rất nhiều ông chủ sản xuất nghe mấy cái mõm của các bạn marketing rồi ấy, vỡ lợ, vỡ lợ. Nghe nó đi, bán gấp đôi, đắt gấp đôi đi. Ngồi đấy mà ôm hàng, rồi lương vẫn phải giả cho nó. Nó lùa cho các bạn hết cái lọ đến cái chai luôn. Tiền chạy quảng cáo nó cũng đớp, tiền nọ tiền kia nó đớp hết. Rồi thì gì, nó bảo anh bây giờ phải xây dựng một cái website, hay là tạo một kênh top top 100k follow. Thế bây giờ tạo nhanh thì bằng cách là đi mua một cái link 100k follow, thì trong cái group của bọn của em ấy, group của em ấy, em có mấy cái bạn ấy làm rất tốt. Đây là họ có link sẵn rồi, anh mua cái link 100k follow này nó loanh quanh khoảng độ 6-70 triệu thôi. Thế thì lại nó lại đớp 6-70 triệu đấy. Tức là nó lùa các bạn ấy, nó lùa các bạn như một lùa một con gà này là con gà gọi là gà ngáo. Tức là nó lùa từ cửa trước ra cửa sau, nó lùa từ vườn trên xuống vườn dưới. Cho nên là các ông chủ doanh nghiệp rơi vãi rất nhiều tiền đối với cái bọn mà bán loi lấy ăn nhá. Câu chuyện nhà sạch gia đình. Phải đớp tất nha các con vợ nha. Đừng bán hàng nữa, hay bán cảm xúc là kê toàn cái bọn tôi sẽ đánh đổ đội marketel này nha. Bán mõm nó đéo làm gì, như nó đi mà nó bán mõm các bạn ạ nha. À Xuân Trường à, tôi vào lấy cái sạc dự phòng hết pin rồi. Ôi em ơi, nhiều người nhắn tin mua hàng lắm mà. Sạc đấy nhiều không? Nhiều không? Nhiều pin không? Anh sợ hết rồi. Rồi, hết rồi. Mình ở Yên Phong, Bắc Linh. Yên Phong, huyện Bắc Linh, tỉnh. Này em ơi, người ta gọi vào máy kia, nghe điện. Lực Nguyễn làm phân phối điện máy à? Dạ, thử gọi đi ạ. Phải Lực Nguyễn vừa lấy phân phối điện máy không? À, chờ lên đây chơi, tôi ở Yên Phụ đây. Lên đây chơi. Lên đây tôi bày cách cho bạn đớp tiền phùm phụp luôn. Lên đây. Tôi Yên Phụ đây. Không, tuyển công nhân qua Tết là như thế nào? Tôi toàn tuyển người làm ăn lâu dài thôi, chứ còn làm ăn thời vụ vớ vẩn tôi không mướn, mất việc. Ờ, kho Hà Nội ở đâu nhỉ? Bác mở lớp dạy đi em đi học, đăng ký học. Mình bạn bạn vào nhóm của mình nhé, mình có nhóm mà.
tìm cách vào được nhóm của mình đi. Mình nói trên này là nó không hay đâu nha. Tìm cách vào nhóm đi. Mình không thu tiền đâu. Tại vì các bạn vào lớp học là các bạn có sản phẩm thật để các bạn bán. Khi các bạn bán là mình đã đớp tiền rồi, nên là mình không thu phí nhá. Mà các bạn không có rủi ro. Các bạn có đơn ấy, các bạn có đơn là đưa cho mình ship. Các bạn chả có rủi ro gì cả. Thế khi các bạn bán được 10 sản phẩm đầu tiên thì mình sẽ cho vào một nhóm khác để các bạn ăn doanh số. Tức là các bạn không mất cái gì nhá. Như bán sản phẩm của mình thì rất dễ bán. Tại vì là các một số bạn đã biết mình rồi đấy. Sản phẩm của mình bán rẻ hơn tất cả các nền tảng mạng xã hội khác. Mà giá bao ship rồi. Thế là các bạn tìm cách vào được nhóm của mình đi. Mình nói trên này sẽ bị khóa livestream nhá. Thì cái vòng đầu tiên là các bạn phải bán được 10 sản phẩm. Mình sẽ đào tạo các bạn để các bạn có thể bán được 10 sản phẩm. Bán được 10 sản phẩm không công thì mình sẽ cho vào một nhóm khác để các bạn bán là sản phẩm, là lúc đấy là các bạn bắt đầu ăn doanh số rồi mà không có rủi ro gì đâu nhá. Không phải mua hàng, không phải ốp đơn gì hết. Và sản phẩm của tôi là sản phẩm rẻ nhất thị trường. Cùng một sản phẩm đó, cùng một sản phẩm y hệt, nó là một công ty sản xuất, nó là có mã hàng hết đầy đủ, nhưng mà tôi bán rẻ nhất thị trường nhá. Thì các bạn bán rất dễ, hiểu không? Có bộ khung thép nào làm được kho 1000m không? Có chứ nhá. Sao tìm cách liên hệ được với em là ok. Tôi sẽ tạo ra một đế chế nha, các con vợ nha. Có khung thép 1000m, mấy nghìn mét cũng có mà. Em buôn từ Nam ra Bắc mà. Có hết nha. Ta chả thu tiền của ai cả. Các khanh bán được 10 sản phẩm thì ta mới cho vào một cái nhóm, gọi là tại sao phải có cái mốc 10 sản phẩm để xem là các khanh có làm ăn tử tế hay không, có đàng hoàng hay không. Những người làm ăn đàng hoàng tử tế ra được đơn ấy thì quả nhân sẽ cho vào cái nhóm để ăn doanh số. Và các khanh, những sản phẩm này các khanh có thể gõ lên tất cả các nền tảng mạng xã hội và các khanh so sánh giá. Giá của ta sẽ là rẻ nhất. Thì tức là các khanh bán hàng quá dễ rồi. Ta có nhóm ở 1000 người, các khanh lên đấy có thể thảo luận trực tiếp với những người khác xem ta có lùa hay không, nhóm công khai mà. Đấy. Đất. Nha. Ra đây đái phát. Ok, giá đẹp là quất đầu năm. Có gì liên hệ mình nhá. Mình chia sẻ hết cho các bạn. Các bạn lên cái trang của mình ở cái phần hồ sơ tiểu sử đây là nó có đây. Cứ hỏi đừng nói ra, nó khóa mẹ live stream đi. Cũng là rốt như quân tốt ấy. Ở quê sướng không? Đấy, ở quê mẹ đi đái sướng không? Không phải xả nước. Đây, cho cả ai khanh xem mẹ, ta thiếu gì sắt. Đây, vạch lên đây, khung nhà đây, cột đây, đang định dựng ở đây đây. Nhá, nhìn đây nào. Thiếu gì đồ chơi đây? Còn thiếu gì đồ chơi, thích mua vách, mua tấm ba len các kiểu không? Đây. Thép đây. Đây, chất đầy đây. Cột sắt các kiểu có hết. Nhá. Thích mua gì bán rẻ luôn. Bán giá rẻ. 16 cành 1 ký. 16 cành một chơi không? Có hết cho các ông dựng cột dựng nhà, thích kiểu gì tấm vách ba len sang kia tôi bán cho các ông. Ông thích kiểu gì có hết nào. Rồi sang đây tôi live stream cho. Tôi ở Yên Phụ. Đừng đọc địa chỉ liền một mạch khóa mõm này. Phải hiểu cái luật chơi của top top.
mỗi lần ta làm nick lại là ta lợi hại hơn xưa, hiểu không các ai khanh? Tôi biết làm gì, tôi đéo biết luôn ấy. Việc của tôi là tôi đớp tiền thôi, còn biết nhiều người để làm gì. Ông nào mua hàng thì tôi bán thôi, chứ còn biết làm cái đéo cho mất việc ra. Quen biết nhiều để làm gì nhá, cứ cháu bác Hồ, cháu ngoan bác Hồ là được, có tiền là đớp. Quen biết nhiều làm gì, phí thời gian suốt ngày trà trà lước lước, vớ va vớ vẩn, nói vài câu tào lao là gì. Ôi anh em mình hơn người ta ở cái tình cảm. Mẹ những ông tiền đéo có, chỉ nói chuyện tình cảm, chứ còn không có tiền biết nói chuyện gì nữa, hiểu không? Có nhận đệ, về đây anh dạy cho thành người luôn. Anh dạy cho thành người mà sau bán hàng cho anh. Được, thì tôi mời ông trà ngon nhá. Nhưng mà mình pha trà mời trước hay là phải mua hàng xong mới mời? Nỡ đâu mà mình mời trà trước xong người ta mua hàng, xong người ta không mua hàng thì sao? Mình bị hớ à? Thôi cứ phải... Đồng chí nào lấy tôn cũ về quay không? Tôn quay đây. Đây, tôn cũ đây. Lấy không? Ờ, bán rẻ cho này. Mua không? Đây, mấy trăm tấm đây. Mạng giật à? Từ nha, để ta tắt wifi cho. Mạng đỡ giật chưa? Mạng đỡ giật chưa? Anh em ơi, mạng đỡ giật chưa? Mạng đỡ giật chưa anh em? Mạng ok chưa? Vừa tắt wifi rồi, mạng ok chưa? Sang đây cho xem tấm vách ba len này. Đây nha, cho anh em xem nha. Tôi hướng dẫn anh em này. Anh em nào, tôi thấy rất nhiều anh em bị sai lầm ở cái vấn đề này nha. Anh em nào muốn tôi chia sẻ cái sai lầm không? Anh em đăng video lên này, mấy lại live stream lên này, anh em tránh những cái biển số xe ra nha. Đừng quay vào những biển số xe nha. Khóa mõm đấy. Đây, tấm vách ba len đây, như mới nha. Cũ bán giá rẻ bằng lửa giá mới, nhưng mà nó như mới luôn, gần như là mới luôn đây. Cái này làm tấm vách nhá, vách tường này. Đây, đây cái dày 5 phân, tôn dày 0.6. Quay livestream ấy, mới đăng video lên top top nhá. À, không được quay vào biển số xe, nhớ chưa? Thứ nhất là không được quay biển số xe này, không được đăng là căn cước công dân hay là hộ chiếu hay là chứng minh nhân dân, không được đăng các mã QR hoặc là chụp cái đơn mà ship hàng đi ấy, là không được. Tại vì trong đấy nó có mã vạch, không được mã vạch nhá. Rất nhiều cái sai mà các bạn là bị xóa lịch mà các bạn không biết nhá, hiểu chưa? Có cửa cuốn đây, Y200 đây. Đây các ái khanh, Y200 đây, làm đây. Xà gồ đây, C xà gồ đây, cột đây. Cột này là cột cột tròn nha, cột sắt mạ kẽm. Các bạn làm gì phải mua mới, các bạn sang đây mua cũ, tôi bán cho rẻ. Cột này tôi bán 16 cành 1 kg. Cột này là cột phi 140, các bạn có thể về làm cột dài 4,5 m. Loanh quanh là có tầm 30 cái, là mỗi cái nặng 65 kg. Đây cột sắt mạ kẽm đây. Các bạn có thể về làm cột cẩu trục cũng được nhá, cẩu trục vẫn được. Ngon lành, cột tròn nhá. Có hai đầu hai bích ở hai đầu rồi, hàn hai bích ở hai đầu rồi, cột dày luôn. Đây, Y200 đây. Nhá, Y200 các kiểu đây. Bán giá rẻ cho các bạn nhá. Này, bán bao nhiêu rồi? 16 cành thôi. Nhá. Cửa cuốn đây, đồng chí nào hỏi cửa cuốn đây. Đây. Đây cửa cuốn đây. À. Em bán rẻ cho. Ôi trời. Vừa lại quay vào số điện thoại anh em ạ. Mất lịch đấy, bày lịch đấy nha. Đây cửa cuốn đây. Quay vào số điện thoại, nguy hiểm quá. Đấy, lúc
Thỉnh thoảng này có người đến đây tấm vách. Mình cứ bán xong mình đớp tiền thôi. Bay lích đấy, đùa đâu. Hôm nào đến đây xem. Ok, chào Phạm Thành Đạt nhá. Mình ở Yên Phụ. Còn các bạn mà muốn lấy kính cường lực thì đây còn một ít. Bán rẻ bằng 1/3 giá mới. Đây này, các bạn nào muốn lấy kính cường lực đây này. Những khi mà lấy bao nhiêu kính này. Đây, kính cường lực đây. Nhiều loại lắm, các bạn có thể làm kính đủ thứ luôn. Yeah. Tại vì là thế này này, trong ngành thanh lý ấy, nhiều cái tòa nhà kính ấy, họ phá rỡ ấy, là kính của họ nhiều lắm. Lấy tiền ấy, họ thử gần như cho mình. Ví dụ mình lấy 3 container kính về ấy, là mình cho họ tiền, cho mấy ông bảo vệ tiền long với các kiểu độ khoảng độ 20-30 triệu thôi. Còn lại cái tiền vận chuyển về mới là lạng đô. 3 con công mà trở về trong miền Bắc này, trở về đã mất nó có 20-30 củ rồi. Còn tiền cẩu thì kiếc nữa. Cái tiền vận chuyển nó nhiều. Còn cái tiền kính ấy, gần như là mình cho người ta cái tiền uống nước thôi. Xong bắt đầu là về mình bán. Mình bán ai đến bãi cứ tự chọn đi. Tôi bán giá rẻ bằng 1/3 giá mới. Đấy. Cái kính cường lực thì làm sao nó ảnh hưởng gì đâu. Kính thì nó khác gì mới đâu, phải không? Kính cường lực nó có xước được đâu. Cột phi 140. Cột này nó dày khoảng độ 3.5 ly. Cột phi này phi 140 dày 3.5 ly. Đây, đóng hàng rồi, ship đi đây. Đây. Đây, thanh dây này các bạn ạ. Thanh dây này. Thanh dây con ăn băng tải này, băng truyền đây này, thanh dây đây này. Thanh dây này là... Thanh dây này là mua sắt vụn đấy, như bán sử dụng. Đây. Đây là xào phơi đây, xào phơi đây. Xào phơi đôi đây. Không chào thần dân thì chào ma dân này. Hay là chào dân thường. Hôm nay trời nó ấm. Có 170 đến 20 đến 22 có 170 đến 22 không không có chứ. Thì khi nào bác làm thì bác hãy hỏi em. Chứ bây giờ bác cứ hỏi em bảo có. Có sau nửa tháng sau mới bác làm thì em bán bố rồi. Em bán rồi, đúng không? Vậy nên là khi nào có nhu cầu thì hãy, tức là em làm khắp miền Bắc, em không có thì em cũng em ở kho này không có, em sẽ bán cho bác, em sẽ có để bán cho bác. Tại vì em cũng đớp được tiền môi giới. Miễn sao bác mua được hàng nó giá nó hợp lý, rẻ là được. Chứ còn em đéo nói cái câu chuyện mà bảo thôi em giúp anh, em không lấy đồng nào đâu. Nói thế là nói mõm nhá. Quan trọng là bác có nhu cầu thì bác báo với em những loại, lấy những loại nào làm cái gì em cố vấn cho. Ví dụ đây, sang đây cho xem cái xưởng. Mình ở Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Linh. Đây nha. Cột này là một cột này là cột 168 ly này. Cột này là cột cột này là cột bao nhiêu tháng nhỉ, hay là 200? À, cột này là cột 168 nhá. Cột 168 nhá. Làm tôi làm gasset này. Làm 500 m gasset này, kiên cố không?
Đây tôi làm gas xét đây. Các bạn tôi mua cái ở trên đầu này, trên đầu đây là sắt cốt pha nhá. Sắt cốt pha đấy. Sắt cốt pha là mua giá là 13 cành 500 một ký. Mua về đến nhà là thành 14 cành. Tôi mua 12 tấn nó rơi vào khoảng độ là 11 tấn, nó rơi vào khoảng độ 150 củ này. Đấy, về tôi làm thành hết, lợp cái sắt cốt pha này lên thành gas xét. Rẻ không? Đấy, mình cứ lấy phế liệu mình làm. Còn cái cột cứu hỏa này thì tôi mua về đến nhà là 12 cành 500 cái cột cứu hỏa đây này. Ống này ống 168 làm cột chắc thật lực. Và cho các bạn xem một hàng cột xưởng rộng lắm, nhiều đồ lắm. Có, tôi có nhiều quạt. Quan trọng là bạn có mua hay không. Mua là tôi có tiền, tôi đớp tiền thôi. Hỏi làm gì, quạt của tôi còn đỉnh cao hơn quạt Thái, đẹp hơn quạt Thái. Thích chơi kiểu nào tôi có kiểu đấy. Không, cột này là 12,5k 1kg. 12,5k trên kg mà tôi mua ở trong Bình Dương về đến đây. Đắt cái gì mà đắt. Các ông đi mua bây giờ cái cột này, cái cột sắt mạ kẽm này các ông mua phải 24.000 một ký. Tôi mua lửa bằng rẻ bằng một lửa da mới. Nha. Thấy không? Gas xét hầm hố không? Dạ đấy, chất tôi tự nhiên là tôi thuê này là xưởng này là 500m, nhưng mà tôi lại làm thêm 600m kệ nữa, 600m gác xét nữa. À, làm trên đây là 500m nhá, còn bên này nữa là 200m nữa thì tôi gọi là 600m. 600m gác xét nữa thì tôi thuê giá xưởng nó đang là 22 cành 1m một tháng. Tôi làm gác xét lên thì tôi biến nó giảm thiểu xuống là còn bao nhiêu nhỉ, còn 15 cành một tháng. Còn 15 cành một tháng. Rẻ à. Cho nên là tôi buôn lung tung, cái gì tôi cũng buôn. Các ông mà giá mặt bằng cao, ông đéo dám buôn. Tại vì bài toán của các ông mà phân tích ra nó đéo hợp lý. Hiểu không? Bây giờ giá nhà xưởng cao, đéo dám mua phế liệu về để làm dàn phơi mà bán đâu. Tôi mới nói thẳng ra như thế. Có nhiều ông nghĩ đéo nghĩ ra được bài toán mà tại sao nó bán rẻ thế. Ngồi nghĩ đéo nghĩ được. Tại vì giá nhà xưởng của các ông ở Hà Nội bây giờ đang 80 cành một mét. Nghĩ đéo nghĩ được ra, hiểu không? Ngu. Đấy người ta gọi là ngu. Đéo biết là nghĩ. Mà nghĩ cũng đéo làm được. Đúng không? Thế đấy là lý do tại sao mình không mua đất. Để mình đầu tư vào những cái lợi thế so sánh đấy, tạo ra lợi thế so sánh thì các bạn ấy, ung dung mà làm. Đấy, xưởng đang thuê 65-70, tôi đây có 15 thôi. Xưởng của tôi có 15 cành thôi, ông thuê tận 70 thì tôi cũng chịu ạ, tôi cũng ạ nhà ông. Và xưởng ông container chắc gì đã vào được. Nha. Mồm miệng đỡ chân tay nó giống như là gì, các bạn biết chỉ đạo hay là các bạn tính toán được công việc thì các bạn, bây giờ các bạn lao động trí óc thì các bạn đỡ phải làm việc chân tay. Thế thôi, người ta bảo gì một người lo bằng kho người làm là như thế. Nhưng mà lao động trí óc thì nó vất hơn nhiều, nó nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều nhá. Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Linh. Dàn phơi tôi đã bán giá rẻ rồi, tôi bán xỉ làm gì? Tôi bán lẻ tôi còn nhanh hơn bán xỉ ấy. Bán xỉ cho các ông bán làm gì? Bán được bao nhiêu cái?
tôi bán lẻ cho nhanh, đúng không? Ông nào thích mua xỉ ông đặt hàng tôi làm cho, thích làm giá nào tôi làm cho giá đấy nào. Cứ hỏi cho vui vui mõm thì hỏi làm gì, đủ bản lĩnh mua giá xỉ không, mua được số lượng không, alo cho tôi đặt hàng đi, đặt cọc đi, tôi làm cho, máy móc tôi có đủ. Dừng kho 500m làm gì phải mua sắt y. Ông mua 500m thì ông mua cho tôi sắt cũ, ống kẽm đấy, ống hộp ống cứu hỏa đấy, thì bây giờ nó sắt y cũng được, mua 16 cành 1 kg thì làm cái xưởng 500m đấy, cả bê tông tất tần tật, tôn tiếc các kiểu cửa đảng hết lên rồi á, thì 500m đấy thì nó rơi vào khoảng độ 350 củ thôi nha, tất tần tật. Nếu mà ông săn lấp các kiểu nữa, lọ lọ chai chai không bao giờ quá 400 củ, nó rơi vào 700 cành 1m là hoàn thiện rồi. Tôi làm bao nhiêu cái xưởng không đến đâu, nhưng mà tôi cứ cho các bạn là các bạn cứ phải 500m thì có rơi vào khoảng độ 350 củ thôi, không đến đâu nha. Thế tôi làm bao nhiêu cái xưởng rồi, chào chào Phước ngon nha. Bạn là con nhà chú Hưng Huê à? Gia dụng Hưng Huê thì nếu mà là con nhà chú Hưng Huê là mình phải gọi bằng chú. Bởi vì nhiều tuổi mà, mình ít tuổi. Chú Hưng Huê là chuyên làm chổi, cái chổi vuông mới lại là cái móc nhôm. Quan trọng là có tiền làm thôi, có tiền là mình làm nhá. Rẻ nhưng mà tôi chả biết đắt hay rẻ, như các bạn cứ hỏi tao là các bạn có dám bỏ ra 350 củ để các bạn làm lên 100-500m nhà xưởng hay không đã. Làm lên thì các bạn có hoạt động gì ở trong đấy không đã. Nha, chứ không phải là cứ nói mõm. Đúng không? Bây giờ cứ nói mõm nhưng mà không xuống tiền. Các bạn không xuống tiền thì không bao giờ có kết quả. Ở Lâm Đồng ấy thì bác Mẫu Khánh bảo Lâm Đồng thì chi phí nó đắt hơn. Lâm Đồng thì chi phí nó sẽ đắt hơn đấy. Ở cái tiền vận tải rồi lòng hoàng ấy. Mấy lại sắt ở trong đấy, sắt ở trong miền Nam ấy, lúc nào nó cũng đắt hơn ngoài Bắc. Sắt mà sắt sử dụng ấy nha, sắt sử dụng ở trong Nam sẽ đắt hơn ngoài Bắc tầm độ 1.500 một cân. Nhưng sắt phế liệu ở trong Nam nó lại rẻ hơn ngoài Bắc. Sắt phế liệu ở trong Nam lại rẻ hơn ngoài Bắc tầm độ 1.200 một cân nha. Làm gì nó phải quyết đoán, đừng để thời gian nó trôi nhanh, rồi cố gắng. Chứ còn không có cái gì là đúng ngay từ lúc mà chưa làm đâu. Cứ làm rồi sau sai đâu mình sửa đấy. Cố gắng thôi, mình không bỏ cuộc là được. Quyết tâm nha. Nhưng trước khi làm phải tính toán kỹ, thì để sau mà nói, nếu mà nó có rủi ro thì nó ít rủi ro đi. Chứ bây giờ mình không tính kỹ, mình cứ làm bừa ấy, xong là rủi ro nó không phải là một cái rủi ro đâu, mà một lúc 10 cái rủi ro ấy, sau bắt đầu là không giải quyết được. Ôi, chào anh em nha, mình chốt đơn là nhiều anh em nhắn tin mua hàng quá nha. Bye bye nha.